Rồi. Rồi đẹp rồi đó, đẹp. Chưa. Đi xem hoa đi. Ờ mở cái đèn cho nó sáng sáng lên cái chị ơi. Chị nó hơi tối, mở cái đèn hả? Ừ. Mở hết rồi đó ơi. Năm người xem. Nói đi chị. Thôi vào đông đông. Mọi người đông đông Hồng Phượng sẽ nói. Ok mọi người vào đông đông đi rồi mình nói chuyện với mọi người nha. Mọi người thấy Hồng Phượng mặc cái đầm này có được không? Đừng nhìn xuống cái chân nha. Em không quay cái chân. Có nghĩa là cái đầm này Hồng Phượng hiện tại là đang ở một cái địa chỉ rất là dễ nhớ. 292 đường Tân Sơn Nhì, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú. Và đây là bà chủ xinh đẹp. Đây bà chủ xinh đẹp của cái Mì Store. Vâng, và ở đây bán rất là nhiều đồ mà đồ nào. Em sáng mới bán hết đồ luôn rồi. Đúng rồi. Mà hiện tại là trong cái thời gian khai trương thì là shop sẽ giảm giá 10% trên mỗi đơn hàng. Thì mọi người mua càng nhiều thì sẽ được giảm giá rất là nhiều. Móc ra luôn. Nói chung là sáng này rất là nhiều luôn mọi người, nhưng mà bây giờ là bán. Bán trắng tủ luôn. Trời ơi 56 người xem mày kìa. Đây nè. Nước hoa nha. Cái đầm này mọi người thấy được không? Hồng Phượng là sẽ mua cái đầm này rồi đó. Chắc chắn rồi. Nghe nói là hồi sáng này á là có rất là nhiều người thử cái đầm này nhưng mà không có vừa. Và rõ ràng là cái đầm này để chừa cho Hồng Phượng. Vậy Phượng. Trời ơi chị kỳ quá. Cái đầm này em thiết kế là để dành cho chị không đó. Ok. Đó. Ok. Đó, đó là vậy. Đó, rồi. Bông hoa quá trời luôn. Bữa nay nè chú Hải Trăng. Đây nè, bữa nay là đi vòng vòng. Đây nè. Trưng bày rất là đẹp. Quần ra quần, áo ra áo ha. Dây nịt vô hình, trả hình. Rồi cái này là nước hoa. Hoa, giỏ sách. Sách tay Pháp nha. Sách tay từ Pháp. Mà mọi người biết rồi đó. Sách tay mà nước hoa của Pháp là chuẩn nhất. Chuẩn nhất. Thêm nữa là giỏ sách. Trời Hồng Phượng nhìn giá là Hồng Phượng thấy rất là vừa phải nha mọi người, không có cao nha. Mà hàng thì lại rất là chất lượng. Cái giỏ này có 420 à. Mà giảm 10% nữa, coi như là 42.000 nữa là còn có 300 mấy à. Rất là rẻ cho một cái giỏ sách. Thật sự tặng quà mà còn được tặng quà nữa. Chúng đó Hồng Phượng là mua một cái được tặng 10 cái, tặng luôn. Trời ơi quá sướng luôn đó. Nói chung là vậy thì thật sự ra ngày hôm nay là qua đây là để quảng bá cho dùm cho bà chị rất là thân thương đó. Cũng thấy mấy cái giỏ này quá dễ thương đó. Trời hợp với cái đầm luôn. Vô tình vậy. Bà mở cái anh sau lưng là ai kìa? Anh sau lưng là ai kìa? Hôm nay có đồng hồ nữa nè. Đồng hồ đến đây có đồng hồ. Nè khách ạ. Chị hồ đó mới kiếm đồng hồ nè. Đồng hồ mới. Đây đây. Mới kiếm nào đồng hồ. Đồng hồ vừa lựa được một cái. Rất là đẹp. Mặc rất là đẹp. Áo hồ đâu hồ. Thay áo đi anh. Men và rất là đàn ông sexy. Rất là modern. Đó, kiểu vậy. High fashion. Trời ơi, tôi tự ra thôi chứ còn chuyện đẹp không tôi không biết nha. Đó, sao Hồng đem cái giỏ nào cũng đẹp hết trơn. Nó thiệt luôn á. Phải nói chơi đâu, nó thiệt đó. Cho nên là mọi người nhanh nhanh nha. Để chị Hồng Phượng đọc lại nha. 292 đường Tân Sơn Nhì, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú. Số địa chỉ rất là dễ. Và mọi người đi ngang qua mọi người sẽ thấy liền. Tại vì cái tiệm nó rất là nổi bật. Địa chỉ ở đâu vậy chị? Đọc lại giùm em. 292 đường Tân Sơn Nhì, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú. Nha mọi người. Ở đây nè, giỏ sách nè, đồ nữ, đồ nam, nước hoa, lotion, túi sách, mắt kiến. Rồi luôn cả đồ ngủ sexy cũng có nha mọi người. Đồ ngủ sexy cũng có nha. Đây, Hồng Phượng. Nhỏ thôi, nhỏ thôi. Đây nè, mọi người ơi. Hàng này là hàng chất lượng nha. Hàng ra chất lượng nha. Đây, đồ ngủ. Đây là hàng chất lượng mọi người à. Đây, anh Hồ đã xuất hiện. Đây, hàng này thì Hồ không thể mặc được. Nhưng hàng này là hàng chất lượng lít cơ. Hình như mấy cái này là Hồ biết mà. Hồ biết mà. Mấy cái này lắm. Hồ tào lao. Áo víu. Nè, đồ
đồ ngủ nha. Áo biếu. Đồ ngủ nha. Đồ ngủ của Pháp đó. Với đồng hồ là qua. Áo biếu của Pháp à? Đồ ngủ của Pháp. Áo biếu của Pháp. Lâm Phượng đại. Đồ ngủ của Pháp nhưng mà áo biếu của ai? Áo biếu, áo biếu, áo biếu chẳng có ai mà chỉ tao. Áo biếu là của Pháp là của ai chứ? Áo biếu của Pháp luôn. Của Pháp và Hà Lan với Đức luôn. Đây là hôm nay Hồ sẽ phụ trách quảng cáo các hàng áo biếu. Còn gì? Kệ anh Quang chỉ đồ nam đi anh. Anh Hồ. Nhưng mà anh phụ trách cái hàng này. Anh Hồ kiếm quần trắng sọt mặc vô là bao đẹp luôn. Quần trắng trắng. Trắng xịt hả? Quần trắng xịt. Quần sọt trắng. Quần sọt trắng. Đồ nữ, đồ nam, đồ bác, đồ đi tiệc, đồ đi chơi, đồ ở nhà, đồ gì cũng có hết trơn. Đồ đi diễn luôn, đây. Đây nè, cái nào này Phượng có thể đi hát được. Đi diễn luôn. Có thể được, đi event đồ này nọ. Rất là dễ thương và rất là sang trọng, đúng không? Và Phượng báo giá của cái chiếc đầm này cho mọi người nghe mà mọi người hết hồn luôn á. Nhỏ thôi nha, đừng để người ngoài nghe. Mọi người nhìn Phật rất đẹp đúng không? Phật rất là chuẩn ha. Còn cái đầm là Phật. Phật cái đầm á, tại vì thật sự ra đồ á mà mặc lên đẹp là nhờ cái Phật đồ chứ không phải là do là mình đẹp hay không đẹp. Mình đẹp hay không đẹp nhưng mà đồ mà Phật không đẹp mặc lên không đẹp, Phật phải đẹp thì nó mới tôn cái dáng của mình lên. Thì Phượng báo giá của cái đầm này, một cái đầm rất là dễ thương, dễ mặc và sang trọng, đi tiệc được, đi chơi được, ở đâu cũng được. Chỉ có 750.000 thôi. Rất là dễ chịu đúng không mọi người? Nè, nhìn đi chất liệu nhẹ nhàng, mặc rất thoải mái, rất ok. 750 ngàn. Thì chị ở đâu mà đẹp quá vậy chị? Quay đằng sau đi, quay đằng sau quá đẹp quá luôn đẹp. Trời ơi, dáng đằng sau đó thấy chưa? Mông kìa đó, trời ơi, quá chuẩn luôn. Dạ, tình hình hiện nay là có một bạn là trồng xe vô. Bạn đó là chuyên là quấy rối nha, bạn trồng xe nha. Quan trọng xoay anh Hồ đẹp quá. Hai chị Phượng, hai hello bạn Hoài Vũ nha. Không có quần sọc trắng đâu anh ơi. Đừng có bị to. Đúng rồi. Đúng rồi, đứng ngay chỗ đông chú cho nó nổi lòng. Ngày hôm nay thì Hồng Phượng qua đây để mà ủng hộ cho chị của Hồng Phượng. Bởi vì Hồng Phượng thấy là đây nè, Hồng Phượng mới mua một đống luôn. Không có bao nhiêu hết đó, nhưng mà toàn là đồ xịn nha mọi người. Đồ xịn mà còn được giảm 10% nữa. Sung sướng nào bằng, sung sướng nào bằng. Đây là cái cơ hội mà chúng ta sẽ được mua hàng xịn, giá rẻ, được giảm giá mà đồ rất là đẹp ha. Còn bây giờ chúng ta trở lại với chương mục áo biếu nha. Anh Hồ phá đám quá trời luôn. Em ơi, liên một cái không có hàng áo biếu đó. Rồi ok ok. Đây hàng áo biếu hàng nhập khẩu của Pháp. Mềm mịn nha các bạn nha, nha mềm mịn nha của Pháp nha. Hàng thật nha. Hàng thật nha. Không phải là. Đây. Rồi. Tôi chỉ thích quảng cáo. À bây giờ mọi người kêu là Hồng Phượng mặc cái khác để quảng cáo. Rồi. Rồi. Bây giờ Hồ ở Trần được không? Bây giờ muốn Phượng. Dạ không, dạ không. Luôn, mặc sáu mũi luôn. Dạ đây, thưa các bạn. Có nón luôn nha mọi người ơi. Có nón luôn nha mọi người. Nè. Hồi nãy là Phật đẹp, bây giờ đó, nó chỉnh đẹp. Cái nón lại. Chỉnh lại. Xin. Ba lô luôn. Hả? Ba lô luôn hả? Ba lô. Sau lưng anh kìa, sau lưng anh. Ba lô đi du lịch bộ luôn thôi. Anh bỏ cái đó xuống đi, anh cầm chi vậy? Dạ được. Sau hôm nay giúp đỡ Hồ sẽ đi du đi vườn nghe các bạn. Bạn nào đi vườn với Hồ không? Đi vườn với Hồ. Bạn nào đi vườn với Hồ không? Dạ được, dạ được. Em xin vô nhà coi. Thôi, thôi em ăn về luôn đi Hồ. Bắt quần sọt về đen hả? Thôi. Ờ, chân em thuê xe máy không? Lấy cái quần kìa. Lấy cái quần gì nữa? Hai quần. Quần sọt. Quần sọt trắng. Chị ơi. Trắng. Em hết quần sọt trắng rồi chị ơi. Anh cái này nhỏ rồi. Nhỏ, có 43 nè. Được mà. Được mà. Được. Ừ, quá đẹp luôn. Thôi em vừa cái nào làm cứ lấy hết cho chị nha Hồ. Em mặc rồi mà em mở ra là thấy chị quýnh em không ghê nữa thôi á. Những cái gì trên người em là chị cắt xì hết. Rồi, giống gì nãy giờ trong có thời gian là chị cắt xì hết rồi. Kìa. Phải mặc luôn á. Đúng rồi, không có được tháo ra gì. À chào anh Tài ơi. Anh Tài nói ai điệu? Anh Tựa, anh Tựa nói ai điệu anh Tựa? Anh ơi, cái quần này cái quần của anh. Cái quần là của anh, cái áo là của shop. Anh chưa lựa quần. Anh chưa lựa quần. Anh Tựa, anh Tựa, anh Tựa là phải bảo đảm là qua là bao nửa shop nha anh Tựa. Tựa, Tựa, mày của ai Tựa?
đẹp quá, đẹp quá. Nói chung bây giờ là tôi chỉ là cái phần trên, cái phần áo thôi. Sao mày che hổ? Đâu? Tựa, của tựa mà. Của tựa đâu rồi? Tựa, thấy không tựa? Mời em, mời chị ơi, em mời chị lên luôn đi. Em mời chị like chung. Like đâu? Like trong chung này luôn. Không chia sẻ. Chia sẻ hả? Chứ giờ chị có chị ở đó, có chị ở đây rồi em like chung chị đó thôi. Vậy? Chị đó chị chia sẻ mà. Thì đó chia sẻ đó. Ờ biết rồi. Đó em biết mà. Thấy chưa, em biết mà. Không em biết, em không làm vậy đâu, yên tâm. Tôi đang giúp mọi người nha. Đừng có chơi tôi đó. Đây nè mọi người, một cái đầm rất là dễ thương. Một cái đầm rất dễ thương, có thể mặc đi cà phê. Không thấy đâu. Xa. Đi cà phê nè. Đi công việc nè. Đi gặp bạn bè, đối gặp đối tác, cái gì cũng được hết, tiệc tùng cũng được nha. Hồng Phượng thấy nó rất là dễ thương và rất là sang trọng. Mọi người có thấy gì không? Đây nè, đi xa ra hả? Alo, tâm hồn là chọn gì hả? Rồi, giờ mày nhìn. Đây nè mọi người, thấy dễ thương không? Màu xanh, Hồng Phượng rất là thích màu xanh này. Đây này con cáo hả? Các bạn. Anh như các con bạn. Cáo. Đây. Em là một chùm nho khô. Miêu miêu. Đây. Cáo mà kêu meo meo. Cực kỳ dễ thương, Hồ rất là thích nha, tại Hồ xài không được thôi. Hồ rất là thích nha. Hồ rất là thích cái này. Em đi về luôn coi. Ok. Ok, gắn thẻ đi. Gắn thẻ luôn. Ok. Mọi người ơi. Đây. Nói chung đó. Rồi ok. Dính là sao? Là nó bị dính á. Nó bị nhầm. Bung lụa hỉ, tối nay đi nhà hàng, biết rồi. À, anh nó tối nay đi nhà hàng bung lụa. Ờ, chắc đang cũng được, tuần này không được. Anh Tài. Hồ điệu quá nha anh Hồ kìa. Rồi, đọc rồi, mới đọc rồi. Ok. Vẫy tay, vẫy tay. Vẫy tay. Chân, con đường tình yêu. Đó, vậy cho sáng đi. Ừ, đúng rồi. Đó, mọi người thấy cái áo này được không? Rất là dễ thương. Màu xanh. Cái áo lên phượng, phượng rất thích màu xanh. Dạ. Không xả ra cũng đẹp. Đây, kéo đầm này rất dễ thương, với giá cũng rất dễ thương luôn. 430.000. Rất mềm mại, rất là vừa túi tiền, không mắc nha mọi người nha, mà còn được giảm 10% nữa. Tặng quà. Thì còn có nhiều đâu, rồi còn tặng quà nữa. Trời đất ơi. Nãy giờ nó cứ nhắc tôi cái vụ tặng quà hoài, tôi không biết quà gì, tôi nôn quá trời. Và hấp dẫn nghe. Và hấp dẫn. Đeo mắt kính nè. Đeo mắt kính chưa? Màu xanh là phải đeo mắt kính xanh luôn. Cái chị... Mắt kính nó màu xanh hả? Cái chị... Chủ á, chị kia là... Cái bóp màu xanh luôn. Cái túi màu xanh. Túi màu xanh. Túi kéo kìa, thích túi kéo kìa luôn á. Đó. Đúng rồi. Chính xác. Trời ơi, sao mà con em tôi nó... Bình thường nó đâu có đẹp dữ trời. Mặc đồ của bà vô mới đẹp á hả? Không tin luôn á. Em tin luôn. Chị không ngờ mà em có một cái nhan sắc mà nó đẹp mà đó giờ chị đâu có thấy Phượng. Mà nhờ mặc đồ chị mới đẹp phải không? Đúng rồi, chị lỗi kéo này qua nha. Em xin lỗi vậy nha. Chị làm sao cho mặt xanh. Đó. Bộ này chị săn tay áo lên thì rất là đẹp. Rồi săn rồi nè, chị ơi, chị Hồng Nhung ơi. Chị Hồng Nhung hả? Không, Cao Hồng Nhung. À, Cao Hồng Nhung. Cao Hồng Nhung. À, một em khán giả rất là dễ thương. Em, chị đang ở Tân Sơn Nhì. Đó. Nếu như mà có nhu cầu mua quần áo hoặc là giỏ sách hoặc là dầu thơm chính hãng ở Pháp mang về nha. Giỏ sách luôn nè. Đó, giỏ sách rất là đẹp. Rất là đẹp rồi. Hàng này là nhập từ Tây Ban Nha về cho nên mọi người cho nên là mọi người phải nói là rất là yên tâm về vấn đề chất lượng.
Dạ có nha chị Cao Hồng Nhung. Shop có giao hàng tận nơi luôn nha chị. Có gì chị inbox cho chị, chờ inbox cho shop nha chị. Inbox cho shop đi. Mỹ Store. Mỹ Store. Thúy Hồ. Thúy Hồ. Thúy Hồ không có dấu. Thúy Hồ đó. Đó. Hoặc là mọi người thấy trên livestream của Hồng Phượng có gắn tên chị Thúy đó. Dạ. Đó là chị chủ shop, cũng là một người chị rất là thân thương của Hồng Phượng. Đó. Bây giờ xong rồi ha, Hồng Phượng vô Phượng. Thay đồ khác nè. Thay đồ khác cho mọi người xem nha. Anh thay cá màu đỏ luôn đi anh. Cá màu đỏ này em đưa chồng á. Còn cá màu đỏ nữa mà. Ờ thì thay màu đỏ đi. Nữ, nữ. Này nam đây nè. Hả? Nữ. Đó chị mặc được á. Xuất sắc. Xuất sắc. Hồ lại thích cáo này nữa mà hồ mặc không được kìa các bạn. Không có nào chắc thế mình mặc đi. Mặt đại có kỳ lắm không kìa. Không, hồ mặt không có kỳ gì hết trơn. Trời ơi, hồ đó dài này đẹp quá. Em lấy luôn đi hồ. Những cái gì mà mày mang trong người mày tháo ra tao muốn mày chết. Có đồ xịn không? Tô, mày có đồ xịn không Tô? Tô quay phía ngoài cái đi Tô. Quay phía ngoài cái shop cái đã Tô. Ở ngoài chỗ bông bóng á Tô. Ra ngoài. Ý là ngoài luôn á Tô, chỗ bông bóng. Dạ rồi, chị ghé chị xem nha chị. Ra ngoài shop luôn. Anh Tài coi được cái em điệu đó nha anh Tài. Gặp anh Long Hồ là mắc cười liền. Đây. Đây. Đây anh Long Hồ đây chị Cao Hồng Nhung ơi. Ơi. Cái vô bạn. Chị Cao Hồng Nhung ơi, shop của em nằm ở địa chỉ này nha chị. Chị Cao Hồng Nhung ơi, địa chỉ shop của em nha chị. Là Mỹ Store 292 Tân Sư Nhì nha. Anh có vô không? À, anh có vô không? Đang quay à? Ờ, đang quay. Vô luôn đi, kệ chạy với bình thường đi. Đó sao đâu? Dạ. Đây em có số điện thoại luôn nè chị, em có số điện thoại trực tiếp luôn. Có gì á chị inbox em, có gì chị đâu rồi em gửi hàng tới cho chị nha. À em phải MC đâu, em là chủ luôn á chị. À, trên cái live hồi nãy á, em có để số điện thoại với lại có cái tên shop và địa chỉ shop luôn á. Có gì chị inbox cho em nha, cái gì em giao hàng tận nơi cho chị luôn nha chị. Rồi xong rồi bỏ vô tủ lạnh đi, chút lấy. Hello ca vĩ. Không phải, tại vì biết sao không, đơn giản thôi. Cái rút với lại cái cắt ra nó không ấy vào này là cắt cái chiếu như kêu à. Phụ nữ mà. Đúng rồi, cái kiểu. Ok, được cái đường. Nhưng mà cái size bự lên mặt vẫn được á. Mà bị yếu. Phải đầu tư chứ. Yếu. Trời ơi, nhà tao cũng cao bao la luôn á. Yếu. Không, em thì mặc được á, còn anh thì yếu quá nha. Cái nhung này nè. Cái xe máy. Cái này nè. Này của máy cũng được. Tình hình là nãy giờ hồ thích được nữa. Nè em đi cái màu nâu đi. Ờ cái này cũng được mà. Đeo nâu nó hợp hơn. Em mang cái đôi kia đẹp hơn. Cái màu nâu nó hợp hơn nè. Rồi. Lấy cái size lớn cho anh Hồ thử cái đó đi. Đó. Nó yếu quá nha. Còn em thì không yếu đâu. Bộ đồ tay rất dễ thương. Trời ơi, idol fashion. Rất là fashion và rất là sang nha mọi người. Bộ đồ rất là sang luôn thật sự. Rồi em cảm ơn chị Cao Hồng Nhung nha. Vừa trẻ trung mà có thể gọi là từ xa đi lại chị. Dạ có bán phụ kiện nha anh. Hàng Tây Ban Nha đó. Hàng Tây Nam Ban Nha. Đây 500.000 cái mắt kiến này. Rất là đẹp. Cùng với cái giỏ sách, cái áo và cái quần. Dorothy đàng hoàng nha mọi người. Dorothy đàng hoàng nha mọi người. Có trên web luôn. Ờ của cái kiểu này là kiểu cổ nữ đúng không? Cổ nữ. Đó màu mặc nha hồn. À mọi người ơi, đây đây. Đây là áo của nữ nhưng mà nó thật ra là hồ nó rất là muốn mặc. Thì mọi người có ý kiến là hồ mà không hồ. Thử hồ. Em đang kiếm cái size bự á. Size bự để mặc á hả? Bệnh vậy. Chị ơi, anh ca Vĩ Hùng cần địa chỉ. À. Anh ca Vĩ Hùng, địa chỉ 292 292 đường Tân Sơn Nhì, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú. À, đang sale 10% đó anh. 10% đang sale 10% trong tuần lễ. Trong tuần lễ giảm giá. Làm lại
Anh Ca Biển Hồng ơi, đây là địa chỉ của shop nha anh. Nè, có xương hợp. Ở đây có bán địa chỉ, địa phụ kiện, có phụ kiện hết có luôn. Có phụ anh. Kiện luôn anh ơi. Anh Ca Biển Hồng. Em đang thích cái con cáo này lắm nè mà em xài không được nè. Cáo này không? Có dây nịt luôn nha. Nam nè. Dây nịt nam, nước hoa. Nước hoa, ba lô, mắt kiến. Đó, còn cái này là gì vậy? Cái đó là dầu gội đó chị. Nè, dầu gội rồi lăn khử mùi. Mặt nạ nữa nè. Ý. Mặt nạ rồi. Ý, cái mặt nạ đó kìa em ơi. Mặt nạ hoạt tính nè. Mặt nạ thay hoạt tính. Nó ngang trên đây quà của phụ nè. Không biết pháp về sách tay. À, hồi tới giờ nè. À đây, cái này là hồng phụ luôn, xịt thử luôn. Hồng phụ được tặng quà. Đây là cái quà của chị chủ tiệm nè, chị tặng cho hồng phụ khi chị đi pháp, chị mua về cho hồng phụ, chị đi lấy hàng đó, rồi chị đem theo. Trời ơi, thơm quá má ơi, bây giờ anh xịt vô hôm của em, giờ anh xịt vô này được không? Được em. Sao anh biết nhé? Ủa hả? Thiệt luôn. Đĩ hồn mặc đồ đĩ thả hả? Huyền Thanh. Cô Huyền á hả? Huyền Thanh. Cái đồ này chưa có đĩ thỏa đâu Huyền. Trời ơi, thơm quá. Đĩ thỏa là cái áo kia kìa. Thơm quá. Ý là sao? Ý em nói là anh đẹp một cách khiêu gợi, đúng một rồi, cách sexy đúng đây. Không Huyền? Okay. Dạo này em còn bán bò viên không? Dạ về của em không bỏ được anh ơi. Địa chỉ là ở 292 Tân Sư Nhì, phường Tân Sư Nhì, quận Tân Phú nha chị Huyền Thanh. Đây hồ, của em nè hồ. Trời ơi. Quà luôn. Đó, quà đó. Đó. Và đây là gian hàng áo phiếu các bạn. Mày nước hoa đi mày bán áo phiếu là dạch ra. Hồng phụ đã sạch rồi. Má ơi nó thơm hơn mà rất là dai nha, là thơm rất là dai, tại vì pháp là nói chung là không cần phải giải thích và cũng đẹp của thị phụ. Thứ nhất không cần phải giải thích, thứ hai là không cần phải nói nếu như những người nào đã chuyên dùng nước hoa của pháp. Nhớ là chị xài nước hoa pháp không nè? Đúng rồi. Thật sự là ai đã từng xài nước hoa của pháp rồi thì biết được cái chất lượng của nó như thế nào. Hi everybody, this is nước hoa pháp. Cái gì vậy? 800 ngàn cái túi. Đúng rồi, có cái gì đây. Nói chung là giỏ sách ở đây rất là đẹp. Tại vì á, không cũng biết được nha. Là chị Thúy á, chị đã đến tận nơi nhập hàng từ Tây Ban Nha về và chọn từng cái nha mọi người. Bởi vì chị là có một cái ánh mắt fashion rất là tốt. Chị lựa đồ nào là chất đồ đó. Nhìn bộ đồ chị mặc là biết rồi nè. Đó, nhìn bộ đồ chị mặc là biết chất rồi. Chị mặc đồ rất là chất, cho nên là mọi người yên tâm về vấn đề chất lượng. Thứ nhất, chất lượng là đây, nước hoa pháp. Đồ là của Tây Ban Nha. Giá cả thì phải chăng? Giá cả thì phải chăng? Rất là thích hợp cho mọi người đều mua sắm được. Mọi người có thể mua mà được. Mà là hàng nước ngoài mà giá thì rất là bình dân. Đúng rồi. Cho nên là mọi người đến ủng hộ chị của Hồng Phượng nha. Giá như thế nào kìa đĩ hồ ơi? Giá chai đó như thế nào? Giá chai đó như thế nào? Giá chai này 1 triệu 8. Em chào anh Hùng Tân Quách nha. 1 triệu 8 50. Dạ, ai hỏi vậy? 50%. Huyền Thanh. Đại náo hết rồi. 1850. Còn đúng 1 chai, hết rồi. Cho nên là nhanh tay đi. Đồ 1 triệu 50 lộn nhầm. Nhầm. 1 triệu 950 ngàn. Giảm 10% thì còn khoảng 1.7 triệu. Như là một còn nếu hoa này thơm không anh? 1.750. Huyền Thanh hỏi gì vậy? Dạ. Chị Thanh hỏi là hửi thử Huyền Thanh. Thơm phải không? Phụ nó đem mất kiến nó mặc đồ lên nó đúng rồi nó sáng sân khấu. Rồi. Ủa, sao vậy chị? Hửi thử xong đừng cứ nói tôi đĩ thỏa cho Huyền Thanh. Rõ ràng nó là như vậy. Nè, chị dám à Phương Dung. Đây nè. Túi này đeo là không có đụng hàng luôn á. Thiệt luôn á, mấy cái túi này rất là đẹp. Thật sự. Chị Phương Dương ơi, áo đó L0 là sao chị? Có L không á? À. Áo này nè. Áo nào mặc màu. Áo này có 3 màu nha. Dạ. Free size. Rất là đẹp, tại vì Hồng Phụ mặc cái quần này cho nên Hồng Phụ phối màu đen. Đây là mình còn có cái màu này. Em xin lỗi nha, tại vì nãy giờ trả lời khách nhiều quá đó. Màu trắng màu đen. Rồi. Cái này trắng hả? Cái này giống như là màu hồng hồng á. Màu trắng màu đen. Còn cái này là màu giống như cái màu nâu. Cái này nó phi size ấy chị, nó có thun co giãn nữa. À, mặc được nha chị. Cái quần này rất đẹp nha. Nè, ví dụ như mà mình mặc cái áo này. Còn nó ví dụ nha, áo này thì mình sẽ phối với lại cái quần trắng. Rất là xuất sắc. Đọc. Đó, giống như bộ đồ phụ mặc, giống như bộ đồ phụ mặc. Phọt rất đẹp nha mọi người. Trailer Nguyễn Trailer lại. Trailer Jacqueline Nguyễn là cậu Thành á, cậu. Đó, cái ông đó. Mấy
hôm nay mọi người mà đến shop mà nói cái bánh mua đồng hồ với hồng phụng là được giảm giá đặc biệt. Có trả góp luôn nha anh. Có trả góp luôn nha anh. Mọi người có nghe cái vụ gì chưa? Thông báo lại. Phải thông báo lại nha. Hồi nãy giờ chị chủ quán mới vừa nói, chủ tiệm mới vừa nói, chủ shop mới vừa nói. Chủ quán nó không có sao. Chủ shop mới vừa nói một thông tin rất đặc biệt và mọi người phải lắng nghe kỹ, thật là kỹ. Nếu như mọi người đến đây mà nói một cái spot là Hồng Phụ và Đông Hồ đã giới thiệu đến đây thì sẽ được bé Ruby giá... cũng được nha. Bé Ruby cũng được, sẽ được giảm giá rất đặc biệt. Đó, đó là một cái sự mà Hồng Phụ đã đem đến cho mọi người cái lọc rồi đó mọi người. Đến đây liền đi để mà ủng hộ cho chị của Hồng Phụ đúng không? Đọc lại địa chỉ đi chị ơi. Địa chỉ 292 đường Tân Xuân Nhì, phường Tân Xuân Nhì, quận Tân Phú. Top Mỹ Store. Để ghi bài vô cái xuất sắc nha mọi người. Đây. Bộ đồ Hồng Phụ đang mặc có thể phối rất là nhiều màu. Đây, quần đen, áo nâu, chim sa rất là sang trọng nha. Cậu sạc ơi, cậu sạc còn xem không? Cậu sạc họ có trả góp không kìa? Nhưng mà đối với con cáo này là không có trả góp. Cái ví con cáo nè. Miu 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 miu. Con cáo mà con mèo. Con cáo mèo. Ồ, lao thiệt. Gì đâu á. Đem cậu Vũ lên lên mua phi hả? Cái gì? Chị. Đem Vũ lên lên mua phi à? Cậu Thành không chọc á. Cậu Thành này cười đem, à. Đem Vũ lên lên là coi chừng cậu, mắt hơn đó nha. Cá bự hơn nè cậu ơi. Đây nè. Cái giày của Hồ mang kìa, quá quá đẹp. Nãy giờ mềm không Hồ? Không, Hồ mang mềm không Hồ? Mọi người ơi, có một cái áo này rất xuất sắc. Rất là lạ mắt luôn. Cái giày này Hồ mang mềm ha. Lên đúng không? Mọi người rất là sang. Da mềm ha. Rất là nhiều đồ đẹp, Hồng Phụ nói thiệt luôn. Từ nãy giờ Hồng Phụ chọn được rất là nhiều đồ luôn á. Nè, ví dụ mọi người nhìn cái đầm này đi. Quá đẹp luôn. Rất là sang. Lấy xuống chị. Lấy xuống luôn. Lại có màu đỏ thôi chị thì lấy. Lấy màu đỏ rồi hả? Còn màu đen. Cái này hàng nhập luôn. Đây mọi người. Đây mọi người. Cái đầm này rất là đẹp luôn, thật sự luôn. Rất là dễ mặc. Mặc như thế nào cũng được hết. Đi chơi, cà phê, đi công việc, gặp đối tác. Áo đang mặc giá bao nhiêu vậy cưng? Cái áo đang mặc đó hả? Sao nhập đi? Cái áo đang mặc là 290.000. Cái áo đang mặc 290.000. Made in Thái Lan và giảm giá là 29.000, còn 260. Còn có 260 thôi. 260.000. 260 và cái quần bao nhiêu nhỉ? Cái quần Hồ nhìn giá Hồ nhiêu ta? Đây là quần. Cái áo bao nhiêu, cái quần bao nhiêu vậy chị? Cái áo 290, cái quần 380. Cái quần có 380.000 thôi. Nhớ đây, mọi người ơi. 670. Dạ mọi người, mọi người. Cái chất liệu nó rất là mát, mát rất là mát. Không nhăn luôn, không nhăn luôn. Không nhăn luôn, nhòi bóp luôn chị. Bóp nhòi luôn, không có nhăn. Bóp đi hồn. Bộ mặc cái đầm len này rất là đẹp luôn á. Bảo đảm sang luôn. Có đầm len không? Không em dạ có nha chị, đầm len nè chị ơi. Đầm len là môi, ý, dướng. Từ từ nè, lấy cái trong. Rồi, ok, lấy cho. Đầm len hả? Rồi, đầm len đang hot đúng không? Len. Nó dướng. Cái này nó dễ dướng. Rồi, lấy cái đó ra đi. Rồi. Đây. Có đầm len luôn nha chị Dung Võ ơi. À, chị Dung hả? À, chị Dung. Chị Dung ơi. Chất lưới. Đây. Mua cho em gái Long Hồ của em cái đầm cho nó mặc đi phụ. Ai vậy? Ca Hùng vợ, ca Vĩ Hùng. Mua cho em gái Long Hồ cái đầm mặc đi. Long Hồ nó mặc đầm nó thiệt luôn á. Đây là cái đầm này rất là dễ thương luôn chị Dung. Em nghĩ là cái này chị mặc đẹp nè. Chị Dung ơi. Luôn á, anh Hùng em thích cái kiểu này ghê luôn mà, cái kiểu này kiểu nữ. Chị Dung là ở Mỹ. Nhưng mà nếu như chị muốn mua thì em gửi qua đó cho chị. Cái đầm này có 450 à trời. Chị Dung tính ra 450 là bao nhiêu đồng vậy? Trời ơi, hai đồng. 20 đồng. Chị, 20 đồng. Mà Forever ha, Forever 21 nha. Ờ. Chứ không phải hàng Trung Quốc hàng gì hàng đâu. Hàng này là hàng Forever 21. Chị ở bệnh chị biết là Forever đó. Chị, cái đầm này có 20 đồng mà, nếu chị lấy em lấy luôn rồi, em gửi qua chị. Chị yêu, rất là đẹp nha. Cái này thun không ta? Cái này thun không? Chị, cái này phi sai không ta? Chị bao nhiêu ký? Trời mấy kiểu này coi nè, thôi để chị Thúy đặt cho anh đi. Nó cũng nhiều nhưng mà khoảng chừng 60 trở xuống thôi. Để chị Thúy đặt về cho. 60 trở xuống mặc được cái đầm này. Màu đen nữa mình không sợ, không sợ lỗ điểm nha. Cái này của nữ mà. Đúng rồi, anh giải quảng cáo rồi để cho. Tại vì thích kiểu này. Đẹp. Quảng cáo đẹp. Có cái quần trắng không đẹp. Chỉ có dạng nữ thôi, 290 luôn các bạn ơi. Chất liệu không nhăn nhé.
được không nhân luôn, rất là mát. Giờ họ đang đặt cái mẫu này một mẫu nam về. À, vậy luôn á hả? Ừ, đặt. 48kg là mặc quá vừa luôn nha chị ơi. Chị Dung hả? Dạ. Ủa chị Dung có 48kg hả? 48kg. Em đó chị Dung. Em 48kg nè. Rồi chút thử cho chị xem luôn. Chị Dung có nói thật không? Chị ơi, chị có nói thật không? Chị Dung á, chị Dung con cậu Tư á. Dạ, chị có nói thật không nha? Nếu như chị thích thì em lấy luôn nha chị Dung, rồi em gửi qua cho chị. Chuyện dễ mà phải không? Chuyện gửi qua nó dễ mà phải không? Dễ. Đâu cái gì đâu khó. Còn nếu như mà chị mua xong rồi mà chị khó quá thì em mặc luôn. Đó, nó là vậy. Đồng hồ nữa nha, đồng hồ ở đơn hàng Mỹ đó. Chị lấy một cái đồng hồ cho em đeo đồng vậy. Hồ nha. Chu Văn Hiển đẹp quá. Dạ, ở đây bán đồ đẹp lắm. Đẹp lắm, ở đây bán đồ rất là đẹp cho nên mọi người. Đây đồ hồ rất là nhiều. Đồng hồ nam luôn, đồng hồ. Đây này, cặp này của ai cũng có. À, này của Orin. Hàng hiệu không mọi người? Đây nè. Hàng hiệu không mẹ? Đâu rồi? Gửi về LX cho chị. LX hả? Gửi về LX cho chị. LX là sao? Long Xuyên hả? À, Long Xuyên. Con quỷ. Gửi về Long Xuyên cho chị, ok. Em lấy cái đầm này cho chị nha. Rồi chị. Rồi gói. Gói cái đầm này cho chị, gửi về Long Xuyên. Khách khách vô nè, quay qua coi khách nè. Nhờ Hồng Phụ nè, khách vô quá trời nè. À, mấy anh vô đi, em gọi Hiền nha. Dạ. Đây nè mọi người. Nói hồ có cái áo sơ mi nào đẹp nhất của sếp cho anh coi đi. Ai vậy? Anh Cao Hùng Vĩ. Cao Vĩ Hùng. Cao Vĩ Hùng. Cao Vĩ Hùng. Cái sơ mi, ê, lấy cái sơ mi cái màu màu đen mà trắng đó chị. Cái Remy á, đó đó đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, ngay cái đó đó đúng. Đây Hồng Phụ sẽ giới thiệu cái đó cho anh Cao Vĩ Hùng nghe. Là cái đó. Bây giờ mình sẽ không nói là cái chất lượng ổn, cái sắp xếp là bao nhiêu mình nói. Nhưng mà đây, cái áo này rất đẹp, anh Hùng, em nghĩ là anh mặc sẽ rất là đẹp luôn. Anh mặc cái áo này sẽ rất là đẹp luôn. Từ form cho đến chất liệu cho đến là cái hoa văn này rất là đẹp. Nó không có bị nhăn. Dạ, nó không nhăn nha. Mà giá của nó là 550 ngàn. Ở chỗ khác bán tới 800 mấy lần nha. 890. 890, ở chỗ khác bán là 890. Nhưng mà do là chị Thúy Hồ á, là chị lấy hàng nhiều và chị rất là dễ thương cho nên chị được giá rất là ưu đãi. Đó, cho nên là giá của chị rất là không mang vô luôn đi, không sao đâu. Ok. Mang vô luôn, mang vô luôn. Cho nên là đây. 550 anh Hùng, 550 à. 18 người. Đây là đồng hồ. Đồng hồ nha. Đồng hồ đang được có hết luôn ha. Bảo hành toàn quốc luôn. Đồng hồ bảo hành toàn quốc. Chị ơi, đeo giùm mấy chị. À đâu rồi? Ủa, lông hoa, hai cái lông hoa đâu được tới chưa? Thu Huyền chào chị, Hồng Phượng chào. Chị Thu Huyền chào chị. Chào em Thu Huyền. Thiệt thôi bây giờ thiệt tòi là vậy đi, tại vì cái tay Hồng Phượng nhỏ lắm. Cái tay Hồng Phượng rất là nhỏ, nhưng mà đây mọi người. Có đồ nam, hoa đang coi gì? Anh thấy giao đó, em đang mặc không được thì anh giao cho Hồng. Có hai mà anh thay ra cái màu đỏ đi cho anh xem đi. Ba màu. Có màu đỏ nữa kìa, anh thay cái màu đỏ cho anh xem đi. Cái đỏ giống như cái này, hiểu không? Rồi cái đen đây. Đó cái đó đó đúng rồi đó chị. Cái đó đúng chị, đúng rồi. Đúng rồi. Hoặc là có cái này cũng đẹp đó. Mọi người ơi, bây giờ mọi người có muốn không? Thôi, bỏ. Mọi người có muốn hồi thay đổi đây luôn không? Hồi với muối á, bán có mấy cái áo à, mà lõa lồ luôn rồi. Thấy ghê quá. Dễ mua chuột quá. Cái kiểu này lạ nè. Cái kiểu này rất là lạ luôn Hùng nè. Rất là lạ. Mà áo sơ mi chắc cũng. Mà cái slip tia. Chắc mà mà slip tia nè. Nhưng kéo xuống chị. Của nó rất là chắc luôn nha. Nó lạ. Nó giống như là bố. Nó giống như là bố á, nhưng mà nó rất là đẹp nè Hùng. Giá của nó là 750.000 New Crop. Dạ rồi em sẽ gửi về dưới nha chị Dung Võ ơi. Chị chụp màn hình lại sao chị? Chụp màn hình lại. Nói gì? Chụp màn hình lại. Chụp màn hình lại hả? Nè. Đó. Rồi. Để nó giữ thôi, còn nó live show nó khang tiếng tụi giữ. Và mọi người mua đồ cũng nhớ đừng quên mua vé nha. Vé nha, live show ủng hộ nha. Đừng quên mua vé nha. Đó. Chúc chị yêu mini show thành công rực rỡ Thu Huyền. Okay, cảm ơn chị.
Ok, cảm ơn em. Thật là tiếc khi mà cái đợt chị làm live show em lại không về nước. Nếu như mà em về nước chắc chắn là em sẽ đến. Đây là chị từ Pháp, chị phải bỏ về nước, chị coi live show của Hồng Phụng đấy. Cái đen rồi, hợp với anh đó cao không vậy? À đây, anh Cao Hồng Vĩ ơi, Cao Vĩ Hồng ơi đây. Cao Hồng Vĩ hả? Xuất sắc, cái áo này đẹp. Không, cái những cái form này mặc vô là chuẩn lắm, nó không ấy, nó không có giống như là hàng Việt Nam của mình. Nhờ chị Hồng Phượng vô mà shop em đông quá trời luôn nè mọi người ơi. Quá trời mà nó là thanh niên rồi không à. Rồi là trai trẻ, trai đẹp không à. Mọi người thấy hồng mặc áo này thấy xá muối. Thế xá muối không mọi người ơi? Che núm lại. Dán núm lại hả? Dán núm lại. Chị tạm thời là chị chưa nha. Chị chưa nhận dán nha. Hồi tới là chị sẽ... Dán núm nè. Dán núm lại. Đúng rồi. Đó, nó là như vậy. Đây đồng hồ rất là đẹp nè. Đồng hồ Bulova rất là đẹp. PTDM bảo hành toàn quốc luôn hả? Anh cũng có. Tất cả bảo hành toàn quốc thì các bạn. Đi qua đây cái đi. Đi qua đây cái gì Tôn? Đi qua cái tủ này cái Tôn. Đó. Đây là thấy đồng hồ. Đồng hồ. Coi đầm mannequin. Ok chị, ok chị đem lại cho chị coi ạ. Có cái màu xám. Ờ đúng rồi, có cái màu xám nha. Mannequin nào bé đó. Nè, tầm mannequin chơi nè, hồi nãy hình như có ai đưa cho em không mẹ? Màu xám trên cùng. Đây. Chị ơi, đầm mannequin có hai màu, màu xám màu đen nha chị. Có màu xám nữa nè chị Dung. Đi vô trong. Ở đây nó chói đèn quá. Từ từ đợi chị chút. Dạ. Phan con mannequin qua đây chút ha. Xuất. Rồi, xuất sắc luôn. Rồi, ok. Chị có hai màu. Có hai màu này chị. Để em hỏi coi cái giá nha. Cái này là có 390.000 à chị Dung ơi. Không được hai đồng. Chất thun lạnh kim cương. Cái này lạnh kim cương. Chất thun lạnh kim cương không được 2 đồng nữa. 48kg là mặc siêu đẹp luôn. Siêu đẹp luôn. 48kg đâu. Bao cho thử cái áo này cho chị xem. Ba đẹp luôn. Rồi. Ok, vô mặc thử này cho chị xem. Rồi thì chị lấy luôn đây. Chị muốn phụ thử hay là em thử cho? Chúc hai. Dạ, cảm ơn chị Lâm Hồng Cẩm nha. Lâm Hồng Cẩm là cái trẻ chị á. Vậy mới buồn đó chị ơi. Đợt em về đó hồ sơ gia đình. Dạ, vậy hẹn chị Thiếu Huyền đợt sau nha. Đợt sau chắc chắn là về, chắc là sẽ đi xem được live show chị Hồng Phượng đó. Rồi. Bảo Nguyễn. À, hello anh Bảo Nguyễn nha. Thảo Hương Nguyễn. Chị ơi, đem bán đầm nào cũng đẹp hết. Chị thích cái nào không? Chị Hồng Phượng mặc cho chị xem nha. Chị Thảo Hương Nguyễn. Hello, bần chân khóc. Dạ, anh chào gì? Chào cô Tuyết. Đầm đẹp lắm cô ơi. Chị Phượng ơi, cô Thảo Hương Nguyễn kêu chị à, kêu chị mặc nhiều nhiều đầm lên kìa. Tại vì em về chị đúng một cái, em nói thật sự luôn, hồi nãy là chị em đã gọi điện rồi. Nhưng mà con Hiền nói là khách có order một cái này thì em để cho khách coi luôn. Dạ, tiệm em ở 292 Tân Sơn Nhì, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú nha chị ơi. Trên chỗ Fan Luxury cho nó tới 8 triệu mấy. Và em bảo đảm hàng, em bảo đảm luôn. À, Vân Chân Khóc ơi, tiệm của em là ở 292 Tân Sơn Nhì, phường Tân Sư Nhì, quận Tân Phú nha. Mỹ Store. Chị kéo kéo lên chị. Đó, kéo lên những mannequin nè, theo cái đường này nè. Đó, rút cái dây lên. Chị, rút cái dây này lên cho chị Phượng ơi. Chị ơi. Rút cái dây lên cho chị Phượng ơi. Để cho đừng có thấy cái form hôm nay chị làm đó Phượng. Để cho đừng có thấy cái bụng nè. Em mặc quá. Và tới cái này cô Tuyết ơi, coi livestream lựa được cái nào chưa cô Tuyết? Kim Tuyết không? Hứa Tuyết. Hứa
Hứa Tuyết là Hứa Tuyết là gì ở bên Úc. Gì bên Úc á. Đây. Chị ơi, đẹp cho chị. Cái bên đi, đeo cái xuất sắc nha chị. Chị vô. Đeo cái mặt cho coi. Chị Dung ơi. Để cái tay cái này nè, để cái giỏ này. Đó. Chị Dung ơi, rất là đẹp nha chị Dung. Choàng vô chị. Rất là đẹp nha. Đó. Đẹp lắm. Chị Dung, bây giờ chị chọn một là màu này, hai là màu đen, một trong hai màu thôi. Nó sẽ đẹp. Màu này đẹp hơn nè, màu này mặc mặc tay hơn á. Tay hơn. Tay hơn á. 48 kg là ok nha. Đây kìa. Anh làm nền cho em á, muốn làm như vậy đi. Em có làm gì đâu. À. Như người bộ nam đứng kế người bộ nữ á mấy bạn. Trời ơi, ghê quá. Tôi không dám nó làm còn ảnh luôn. Phụ nữ sao xinh mà chú ơi. Đây nè mọi người. Nha. Đó, nó là như vậy. Chào Bảo Nguyễn. Không được rồi. Đó, chào chị Thanh Thúy. Được thì ok em chốt luôn rồi, em gửi về Long Xuyên cho chị nha. Long Xuyên An Giang phải không? Long Xuyên An Giang. Được thì chốt luôn nha. Khi mà xuống dưới diễn qua thì công an hỏi gọi chị nha. Chị nói thêm á. Sao đâu? Long Xuyên. Không, chị mặc sợ thấy bụng. Chị mặc thấy bụng hả? Không thấy bụng đâu nha. Không mà. Đâu còn cái nào không? Mà ta nói gì thôi thì đừng có này đi, chị thử cái này đi. Cái đẹp nè. Nhìn là biết rồi. Cái cá này chắc cũng đẹp. Không, cỏ anh à. Không, bự hơn. Anh chỉ cao hơn thôi. Đúng rồi, cao hơn. Rồi bây giờ em sẽ đứng một chỗ cho chị khỏi chóng mặt nha chị. Lớp jean. Có ói không? Ai chóng mặt vậy? Dạ. Áo trắng, áo vest trắng. Chị Hai thì mặc đầm nào cũng đẹp hết á. Lâm Hồng Cẩm ơi, chị mặc cái nào vô cũng đẹp hết. Tại shop em bán đồ đẹp mà. Này mặc cô Tuyết 60 kg thì mặc được cái gì? Chị ơi, cô Tuyết 60 kg. Đây. Đây của cô nè, cô Tuyết ơi. Chị Tuyết mặc cái này là đẹp lắm nè, chị Tuyết ơi. Chọn cô hai áo đầm. Yeah. Hai áo đầm. Hai áo đầm. Cái ông đó có mua gì không vậy mà sao đứng hoài vậy? Đây anh này. Đây trả lời liền. Trả lời cho chú á. Con mua nửa sớm con gửi qua cho con sạc luôn á. Mua nửa sớm đi con sạc. Coi coi cái kem có tay, cái kem có tay. Đây cái kem có tay. Đây kem có tay nè chị Dung, Dung Võ ơi. Đây cái kem có tay. Đúng rồi Trung Quang, vậy trong mặt thì có em liều quá. Cái kem có tay nha chị Dung Võ ơi. Thôi cái này rồi. Dạ, ở đây shop em bán thì đầm nào cũng đẹp hết nha chị Thảo Hương Nguyễn. Lấy ra giày mang vô. Lấy giày đen. Hello Kiều Anh Võ. Đồ đẹp người cũng đẹp luôn. Dạ có nha chú. Ôi trời mưa. Ủa mấy giờ rồi chú? 4:07. Dạ còn. Cái này là giống cái đầm xanh hồi nãy không mặc á. Màu trắng thi hồ cầm. Cái này màu đỏ rất là đẹp. Màu trắng thi hồ cầm, cái vest này chị mới cầm á. Cầm vest á hả? Ờ. Chị thử cái này cho chị Dung Võ xem. À, có một cái hồi nãy tưởng thấy ở đâu rồi. Ở đây nè, có một cái. Cái hả? Đây nè.
Dạ rồi, để con đưa lại cho cô Tuyết xem nha cô. Cái này đúng không cô Tuyết? Kem có tay bao nhiêu? Kem có tay bao nhiêu? Kem này nhiêu? 680. 680 chị. Này xuất sắc. Em thử cho. 10% thì còn chừng 600 thôi. Kem có tay 680 nha nha chị Hảo Ben ơi. Đây em mặc thử cho nha. Ok ok, cô Tuyết ok này. Nào, cái nào trắng này không? Rồi, đây là cô Tuyết nè chị ơi. Báo giá cô Tuyết chị ơi. Báo giá cô Tuyết luôn, cái này là 680 luôn. Dạ, 680 nha cô. Chất liệu rất đẹp đó cô, phần lại rất đẹp luôn. 680 nha cô Tuyết ơi. Cô có chịu này không cô? Cái này cũng rất là đẹp nha. Cái này nè con giới thiệu cho cô coi luôn, nó là như vậy. Ví dụ như cái này của mình phải không? Chị tặng em đó. Hồi nãy con có mặc một cái màu xanh rồi, mình sẽ cột ở đây một cái. Khi mình mặc vô mình mò cột ở đây một cái xong mình lần nó ra làm sao vậy nè cô? Nó tạo một cái điểm nhấn rất là đẹp. Nó tạo một cái điểm nhấn rất là đẹp. Thúy Hồ cầm nãy là bộ đồ vest nha cô. Bộ đồ vest khác. Bộ đồ vest nha cô Tuyết ơi. Thúy Hồ cầm nãy là bộ đồ vest nha cô. Đâu lấy lại cho cô xem chị ơi. Lấy cái áo sơ mi mình phát cho em đi chị. Ừ. Chầm cái kia đi. Đây nè cô, bộ chị Thúy cầm nãy nè cô ơi. À cô Thúy mặc đồ đó được á, bộ đó chị mặc được á. Xuất sắc. Đây. Cái quần là 380. Đúng rồi. Cái áo là 390 với 390 là 770 770 giảm 10% coi như là còn 700 á. 700. Rồi, 700 nha cô. Bộ đồ 700.000 quá đẹp. Rồi để riêng cái đó bộ đó cho cô đi, chị đừng có máng lên nữa. Con có không để lấy cái size. Nhưng mà cô có lấy cái màu trắng kia không? Không. À cái kia không lấy cô thích Thúy Hồ cầm. Cô thích Thúy Hồ cầm, Thúy Hồ cầm cho cô xem lại kìa. Dạ con sẽ cầm. Rồi. Cô đây nè, đó đúng rồi, đúng không cô? Ok, rồi gói. Con lựa cho gì một bộ nữa ha. Ok. Này ha, một bộ này ha. 700.000 xịn sò, quá xịn sò. Dạ luôn. Chào anh Bảo Nguyễn nha. Ok, cô lấy. Cô ơi lựa cho cô bộ nữa nha cô. Cô ơi, cô lấy đầm nữa hay là cô lấy đồ áo sơ mi, đồ vest cô? Lấy đầm đi nha cô. Thêm bộ nữa đi. Thêm bộ nữa vô, chưa đủ 4 mà. Đi đây em nè. Hello Phương Khang Phương, hello Trà Ngọc. Anh trời, có Trà Ngọc đó hả? Chú ghi gì là sao? Chị, anh trả lời cho chị cái túi chị Dung coi này. Chị Dung ơi, chú Nguyên Bảo vậy hả? Bảo Nguyễn. Nguyễn theo Hồng Phượng Live Show Vĩnh Long. Theo là sao, gọi hả? Gọi chị Hồng Phượng Live Show Vĩnh Long là sao? Hồng Phượng không hiểu, chị nói với chú. Không hiểu. Chị ơi, chị Dung ơi, chị còn đó không vậy? Chị Dung đâu? Không, hồi nãy cái đầm kia chị không lấy nè. Thử giùm chị nè, chị Dung thử giùm thử, chị. Thử nè. Rồi nè. Ok. Chị ơi, cái đầm, chị Dung ơi, cái đầm nãy chị nhờ thử nè chị ơi. Đây. Rất đẹp nha chị Dung. Xuất sắc, 680.000. 680.000 cái đầm này rất đẹp. Lấy cho cô Tuyết đầm nha chị ơi. Chị ơi, xuất sắc, bắt kiến, đẹp quá, cá đồng, quá đẹp. 680.000 là tính ra là bao nhiêu nhỉ? 680.000 30 đồng. Khoảng 30 đồng. 30 đồng. 30 đồng, 2 tô phở. Bảo Nguyễn là ai vậy chị? Bảo Nguyễn là ai vậy? Single. Không biết. Ghi tùm lum hết á.
hình như là ghi cái gì California gì, hình như đang ở ở California gì á. Còn gì? À chị Dung còn, chị Dung còn đó. Chị Dung, cái đầm này rất đẹp. Chị bằng em thì chị mặc cái đầm này sẽ rất đẹp luôn. Em mà em cảm thấy rất thoải mái. Không có bụng luôn. Không có bụng nha, đẹp nè. Đẹp. Xuất sắc nha. Bạn đi diễn được luôn nè. 680.000, xuất sắc. 10 ngón tay ươm tình đắm say. Ngón trước tin em trao cho tình nhân. Đó, xuất sắc chưa? Rất là đẹp luôn á chị Dung. Hứa luôn. Được thì em bút luôn. Cái kia 20 đô, cái này 30 đô nữa. Mới có 50 đô. 50 đô. Rẻ. Xin, xin chào chị. Mấy nhiêu tuổi mà nhìn xinh đẹp vậy? Chị mới 18 tuổi. Nói sao? Nói sao đây? Đẹp. Mua là đọc là muốn chiếc mà. Chị Dung ơi, chị ok lại em lấy luôn nha. Ok. Ok chị. Ok chị. Giờ em lấy cho chị cái này luôn. Tiếp ơi, chị Tiếp, cái này con cho người thử cho chị Tiếp được không? À chú ơi, đang đi sắm đồ để tập tuồng nè chú ơi. Cậu Thành hả? Tối nay lên tập tuồng cậu ơi, tối nay lên tập tuồng. Nó đã có thánh lệnh rồi. Dạ cảm ơn Bảo Nguyễn. Chị Phượng lúc nào cũng cute. Cô Tuyết ơi, cô Tuyết ơi. Con cho người thử cái đầm này cho cô Tuyết xem nha cô Tuyết ơi. À chị Hồng Phượng đang ở 292 Tân Sơn Nhì, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú nha. Cai qua đây với chị Hồng Phượng luôn không? Chị Nguyễn Hồng Vẹn qua đây chơi với chị Hồng Phượng luôn nha chị. Cô Tuyết ơi. À, cô chỗ này cô không có đóng phim nữa nha. Cô sắp ra live show rồi, cô không có đóng phim nữa nha Tố Trinh. Trời ơi, hỏi tuổi chị nhiêu kìa. Chị nói thiệt đi kìa. Chị Phượng mới 18 tuổi nha bạn Nô Nguyễn. Rồi chị Phượng chào. Chào bạn Linh. Thử đầm len giùm chị. Thử đầm len giùm chị. Đầm len nè. Thử cho chị Dung. Rồi ok chị. Cô đây. Cô ơi, chị ơi đưa đầm đầm cho cô xem chị ơi. Cô ơi, cô xem lại cái đầm đen giùm con nha cô Tuyết. Rồi mặc vô đi. Được không? Được thì con cho người mặc. Nè cô Tuyết ơi. Chất đẹp, mát. Cô thích màu gì? Cái này là để cho chị Dung với em lấy cho chị Dung. Mà cái này cũng nhiều cái cũng đẹp. Chị cô 60kg nha. Dạ con biết mà. Nè 60. Con cho người mặc cho cô xem nha cô. Này nãy Hồng Phượng nó có mặc cái này rồi. Hồng Phượng này nó có mặc cái này rồi. Thử đi chị Thúy. Hồ Thảo Nguyên lại. À chị biết rồi. Thôi Nguyên ghé shop đi Nguyên. Nguyên à em ghé shop đi Nguyên. Mình đầm đen. Mình kêu tôi thử Nguyên, tôi kêu Hồ thử thì được chứ tao thử gì. Được. Đây được nè Nguyên. Được được cô Tuyết được. Cái này nha chị Tuyết. Rồi thử cái đó cho cô Tuyết xem đi. Đầm đen á chị Nguyên, đầm đen á. Hello Nguyễn Huy. Nguyên ơi ghé shop chị nha Nguyên. Túi sách chở nước hoa mắt kiến chị mới đi. Năng nỉ chị mặc kè. Kêu bà chủ mặc hả? Bà chủ mặc mới chịu. Bà chủ quán hả? Bà chủ quán. Mẹ đang đâu hả? Đang ghê luôn á. Rồi đợi xíu 5 phút nữa con like cho cái đầm, mua cho cái đầm nè. Đợi xíu. Chúc con gọi lại cho, tại vì đang live stream cho ấy. Chúc con gọi lại cho 5 phút nữa gọi lại cho. Nha nha. Thì con live stream cho mẹ coi. Đầm đen sơ mi đi chị ơi. Cô thích màu đỏ. Thử cho cô Tuyết màu đỏ nha chị. Với lại đầm đen sơ mi cho chị Thảo Nguyên. Chị Dung ơi, đầm đen sơ mi cái này rất dễ thương. Chị Dung con, mặc
cái đầm đen xin em mặc rất là đẹp, chị lấy luôn nha. Hồi nãy hình như là lọ chọn rồi mà, tại vì chị muốn coi lại đúng không? Ok rồi. Ê, nè nè nè, mười ngón tay ương tình đắp tay. Ê, đeo kiến thỏ vô bữa nè. Xuất sắc, xuất sắc, tất cả đều có combo hết nha mọi người đây. Hello, 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 hello chị. Chào em nha chị Dung ơi, lấy luôn nha. Ca sĩ Hồng Phượng. Dạ, chào chị. Đi đi Phượng, đi tới Phượng. Tới em. Đi dắt khách coi nhè. Được, quá đẹp. Không đẹp, căng đó không đẹp. Chị ơi, lấy cái đầm đen, đầm đen sơ mi cho chị Hồ Thảo Nguyên. Rồi rồi, đang cho người mặc, đang cho người mặc. Cho cô Tuyết coi luôn nha. Rồi, uống nước chưa? Chị Dung ơi, chị còn đó không? Quay sau lưng, mang nó dài vô. Thôi nghe em chơi sao. Rất là đẹp chị. Mang vé vô luôn, mang vé vô luôn, mang vé vô luôn. Đẹp. Đi vòng quay sau lưng kìa. Đó, cú xoay thần thánh, cú xoay thần thánh. Đẹp lắm nha chị Dung Võ ơi. Chị ơi, em hứa với chị là đẹp. Không lẽ bây giờ em nói với chị đẹp chi? Em mặc vô em thấy ok, chị là chị của em mà. Em chị phải tin em chứ. Đẹp, đây là chị. Rồi cảm ơn em nha Nô Nguyễn. À, anh chị Hồng Phượng sẽ gửi lời tới chú Vũ Linh cho em. À, cảm ơn em và gia đình nhiều nha. À, hy vọng là em sẽ có thêm nhiều sức khỏe để vượt qua cơn bão bệnh này nha. À, gia đình thay mặt chú Vũ Linh, chị Hồng Phượng và gia đình cũng cảm ơn em rất là nhiều nha. Cô Tuyết ơi, người mẫu của con ra rồi nha cô Tuyết ơi. Đây, Thúy, anh Phong bao nhiêu ký Thúy? Ố, anh Phong hả? Ai ai mặc? Không, có người là bán mình. Lá 10 ký size L, ok đâu. L. Chị Hồ Thảo Nguyên ơi, cái đầm sơ mi nè chị ơi. Rồi cô Tuyết ơi, cái này size L này. Con lên cái đầm màu đỏ cho cô luôn nè cô ơi. Sao cho ông mặc cái màu này vậy? Quay vòng coi chị. Cô Tuyết chưa lên, đợi xíu. Cô Tuyết còn đó không cô? Cô ơi. Nhỏ quá sao mặc không? Hết rồi. Chị áo đen ơi, đi xích tới, chị áo đen đi xích tới. Bao nhiêu ký? 80 ký. Chị Hồ Thảo Nguyên ơi đây. Xoay vòng, rồi quay sau lưng cho chị coi. Cái này đẹp lắm nha chị. Nó có cái seat belt lại luôn nè. Nè, màu đỏ nè. Hắt bên hông đỏ, mình hắt ra sau lưng cũng được. Shop ở đâu? Dạ, shop em ở 292 Tân Sơn Nhì, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh nha chị. Cô đã nguyên thấy chưa con? Cô đây. Cô ơi nè, cái đầm của cô nè. Cô Tuyết ơi. Đây đầm của cô nè, màu đỏ nè cô. Rộng rãi thoải mái. Rộng rãi thoải mái lắm cô. Chất liệu lụa cô ơi. Hả? Lụa không nhăn, không nhàu nha. Đây nè, chị mặt đẹp á. Bông gì đấy giờ chưa xong nữa. Thí em vừa không thí, chật không thí. Ai? Thảo Nguyên. Nguyên nay nhiêu ký rồi? Chị Nguyên ơi, chị nay chị nhiêu ký rồi chị? Chị Nguyên ơi, chị nhiêu ký rồi? Cái của chị. Mẫu này từ 55 trở xuống. 55 ký trở xuống là bật vừa. Chị Thảo Nguyên ơi, cái mẫu áo đen này từ 55 ký trở xuống nha chị. Cô Tuyết là xong đúng không? Chưa, cô Tuyết chưa trả lời. Cô Tuyết ơi, cái đầm đường cô Tuyết ơi. Có nhiều đầu 65 ký à? 65 ký mà cái đầm đỏ đi bà Nguyên ơi, bà Nguyên. Đẹp ha. Trời ơi. Sao này bà này ba ba. Sao này ba à, mà cái nào cũng đẹp. Hồi sáng giờ bao nhiêu người thử mà không có đẹp bằng chị đó. Hồi sáng giờ bao nhiêu người thử mà không có đẹp. Ủa nó mặc cái gì cũng đẹp chứ. Trời ơi. Phượng là người mẫu. Trời ơi. Phượng là người mẫu. Cái này em mặc màu vàng được chưa? Áo đỏ đẹp, cô 60 ký, cô 60 tuổi bận có được không con? Rồi, trẻ măng, con bảo đảm. Bao trẻ luôn cô ơi. Có màu đen nữa. Cô 60 tuổi, 60 ký. Cái này rộng rãi đó cô, đẹp được, tuyết mặc được. Con nói được là được. Cái màu vàng là con nói được là được. Thôi thì chị qua đây đi nha chị Thảo Nguyên. Chị qua đây nha. Shop em là 292 Tân Sơn Nhì, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh nha chị. Có nhận ngay.
chắc bên này. Rồi giờ này mà người ta vẫn còn giao hoa tới nè mọi người ơi. Quá trời hoa sớm luôn, quá trời luôn. Nhờ chị Hồng Phượng tới mà bây giờ khách rất là đông luôn. Hồng Phượng thì nhớ ủng hộ cái vé sắp tới live show của Hồng Phượng nha mọi người. Nếu ai muốn mua vé giờ vé 800 chỉ còn có vài vé thôi, vé 600, 500 thì còn nhiều, còn liên hệ điện thoại nha. 1 triệu là bốc rồi, 1 triệu là không còn đâu, 1 triệu là không còn vé đâu, vé VIP là hết luôn rồi đó. Lấy đỏ luôn, lấy cho cô Tuyết đỏ luôn. Rồi ok em. À, thôi em gắng ghi sức khỏe để qua cơn bệnh này nha. Thì thay mặt chị Hồng Phượng và gia đình cũng cảm ơn em rất là nhiều nha. Nguyên ơi, Nguyên em lấy này được nè Nguyên, 65kg Nguyên. Chị Nguyên ơi này 65kg nè. Nguyên thấy không Nguyên? Cái đó phải mặc lên áo mới dán, lên dán được. Này đẹp nè Nguyên, 65kg mặc được ở Nguyên. Xích xa ra chị. Rồi được rồi. Sáng nay học cái gì vui không? Rồi. Chị Nguyên ơi, chị định khi nào qua vậy chị? Mặt nạ Thang Tre giá 110.000. Hàng của Thái. Hàng rất là tốt. Hồng Phượng sẽ mua cái này về cho Long Hồ đắp. Rồi các bạn ơi, các bạn nhớ cái mặt của Long Hồ hôm nay nha. Sau khi xài cái này. Sau khi xài cái này sẽ dạ. Đẹp hơn như thế nào? Nếu mà các bạn muốn thì bây giờ Hồ sẽ vô đắp tại chỗ cho các bạn coi. Ví dụ gì với cái dù mặt nạ Hồ thích lắm. Rồi mình lấy cái này nha. Ê qua ra mình chụp tấm hình đi. Đi ra đây chụp tấm hình đi. Tôi đang livestream mà Tô. Dạ dạ. Có ai có điện thoại để chạy không? Nè lấy điện thoại em nè, lấy điện thoại em nè. Chụp giùm đi, chụp giùm. Không, em đang livestream. Nhưng mà đây đây quay lại chị, quay cái mặt lại, quay chưa? Chưa. Sẽ không quay sẵn. Chụp dài xong rồi ấn vô phải không? Rồi ấn vô thôi, ấn vô xinh xanh á. Chú Ca Vĩ Hồng ơi, cái áo này chú có lấy không chú? Anh Hồ mặt đẹp quá trời nè chú ơi. À, em biết. Tổng cộng của cô Tuyết là bao nhiêu? Cô Tuyết cho người qua lấy. Rồi. Chị Tiến, đó là đó phải đọc to với lại một cái váy 430. Một cái váy 430. Cái set đồ trắng là không, cô hỏi là tổng bao nhiêu thôi. Có bộ vest nào kiểu quần sọt không anh chủ? Tổng là 1.1 triệu. Dạ cô Tuyết ơi, tổng cộng của cô là 1.1 triệu nha. Chị Cao Hồng Nhung. Có vest nào kiểu quần sọt không? Vét quần sọt. Vét quần sọt. Chị lấy đầm có tay không lấy đầm kia. Đó, chị Dung Võ ơi, chị lấy cái đầm này đúng không? Không có lấy đầm len đúng không? Vét sọt. Cao Nhung. Cô cho. Dạ được cô. Cô cho địa chỉ đi, con giao qua tới tận nơi cho cô nha cô Tuyết ơi. Chị Dung Võ ơi, chị lấy cái đầm có tay hay không có tay? Chị lấy cái đầm này đúng không chị? Hello bạn. Hello bạn. Rồi. Hello bạn. Hello ba lần rồi đó. Không có. Rồi. Cô ơi, cô gửi địa chỉ cho chị Thí Hồ nha cô, rồi con giao qua tận nơi cho cô nha. Chị lấy cái đầm này cho chị Dung Võ, không lấy đầm kia. Rồi, không lấy đầm đen. Ok. Vest sọt là Cao Hồng Nhung. Chị Cao Hồng Nhung ơi, đây là vest sọt nè.
vest sọt nha chị Cao Hồng Nhung ơi. Eo chị 70 vừa không em? Eo chị Dung Võ vừa 48kg sao eo 70? À vừa nha chị Dung Võ ơi vừa nha chị. Chị Dung Võ ơi vừa nha chị. Cái này nó ok lắm, tập có tụi coi vàng cái này nè chị. Chỉ có cái này thôi, cao nhưng cái này là cái dạng như tủ nó không có sự lựa chọn. Dạ, shop của bà chị của Hồng Phượng, chị ruột á, chị ruột của Hồng Phượng nha. Có màu khác không chị? Cái vest đó có màu khác không? Cái sọc caro đó đẹp mà chị. Sọc caro đó đang hot trend năm nay chị ơi. Hot trend đó. Sọc caro đá mập rất là sang luôn. Tiếp ơi. Hello anh. Có gì tiếp? Đây. Giảm 1% cho gì? À chị. Một bộ với một cái đầm 1.080.000. 1.080.000 là gì? Đây 4 cái. Dạ rồi. Ok. Rồi cô Tuyết ơi, cô gửi địa chỉ qua cho chị Thúy Hồ nha, con giao qua tận nơi cho cô nha cô. Con cảm ơn cô ạ. À. Dạ được chị Dung Võ được nha chị. Là chị Dung nói thấp hơn chị xíu nhưng mà mang cái giày cao gót lên đẹp nha chị. Chị ơi. Chị Cao Hồng Nhung nói chị mặc thử cái bộ đó được không? À, kêu chị Phương mặc đi. Mặc thử cái sọt vest sọt này nè cho khách xem nè. Cho gặp gái Long Hồ. Gái Long Hồ chứ thiệt cái. Quý Pháp Thiện. Đây gái Long Hồ đây anh ơi. Gái Long Hồ đây anh Thiện ơi. À, Thiện muốn mua gì nè? Thiện muốn mua... À cho gặp Long Hồ cái bạn. Em đọc nhầm. Cho gặp Long Hồ cái bạn em đọc nhầm. Người ta nhắn đi cho gặp Long Hồ các bạn. Nó đọc là gái Long Hồ. Thôi chị có Quý Pháp Thiện. Có gì chuyển hình qua cho chị. Rồi chúc chị. Quý Pháp Thiện mà tôi nghe là Quý Pháp Thiện là bốn cái nước hoa. Nước hoa nam, tiếng nam, giày nam, áo nam. Rồi chị Phượng ơi, chị Phượng thử cái đồ vest nãy cho bạn Cao Hồng Nhung xem đi. Chị Cao Hồng Nhung nói là cái phơm đó bằng của chị đó. Phơm chị Cao Hồng Nhung là bằng phơm chị. Ok cô Tuyết. Nhung ơi có cái này đẹp lắm nè Nhung. Nó lạ. À, này nó lạ nè. Này nó dạng như là phá tính nha, cá phá gì phá cách xíu á. Đây là sếp hai cái áo, một cái áo với một cái quần. Đây lấy cái móc nữa chị. Cái sếp tên đôi bạn thân đó cũng mặc bỏ vô quần đẹp lắm Phụ. Đây. Ở bạn thân có quần dài luôn. Đó là tay. Nó cần mặc thử cho người mặc thử. Hôm nay quảng cáo thôi. Để xem chị bộ kia không. Em để kìa. Để cho nó kìa. Ok, em mừng phim chị Phượng á. Chơi gặp Long Hồ các bạn. Anh mua để dành đi anh. Để dành cho Ruby. Nước hoa nãy giờ vẫn còn mùi không Hồ? Còn. Chứ nãy giờ là nóng lắm luôn á nha Hồ. Ông Hồ cứ đĩa cái giỏ đó hoài. Câu lớn câu nhỏ. Cứ sắc mà mọi người tôi nói thiệt luôn á. Quả vô cái tay á, quả vô cái tay á. Này bự
lắm, sơn quải nổi, cái tay bự lắm. Đó, trời ơi, đĩ chưa? Cái tay nữ thọt cho được vừa hả? Cái tay, tôi cũng nhỏ đó vậy. Anh quay cái bà cáo ra. Mọi người, bà cáo lớn. Đây, bà cáo lớn, bà cáo nhỏ. Bà cáo nhỏ đây. Em đang ngồi, em quay chúng bà cáo kia. Bà cáo lớn, bà... Bà cáo lớn, bà cáo nhỏ nha. Chọn bộ bà cáo luôn nha. Còn bà cáo nhỏ này cưng á, nhỏ này 800, trời ơi. Tôi đang kiếm cái ghi giảm. Rồi, bạn nào, bạn Cao Hồng Nhung đây. Cái bộ set... Bạn Cao Hồng, chị Cao Hồng Nhung ơi. Chị Cao Hồng Nhung ơi, đây cái set quần sọt của chị nè. Set vest quần sọt của chị đi nè. Đi từ xa đi lại chị. Chị Cao Hồng Nhung ơi, cái set quần sọt của chị nè. Lựa cái đầm hồng cho lông hồ. Anh Quang Tùng. Chị Cao Hồng Nhung ơi. Đứng đợi xíu. Đứng đợi xíu. Chị Hồng Nhung ơi, chị Cao Hồng Nhung ơi. Em à. Dạ, chị thấy được không chị? Đây là vé sọt đó chị. Vé quần sọt nha. Mở ra được không? Mở ra được không? Mở ra chị xem đi. Dạ mở ra được nha chị. Mở bên trong nữa là gì? Đây là cái set của nó vậy chị ơi. Cái set này là set liền nha chị. Cái set này là set liền nguyên nguyên bộ nha chị ơi. Đi mua đồ mà thơm quá thơm nha. À, đi mua đồ mà thơm quá thơm à. À, em có kiểu khác đó chị. Em có kiểu khác nha, em thử chị xem nha. Chị lấy cái kiểu đó thử chị Công Dung coi. Đúng rồi. Em có cái set này là quần luôn nè chị. À ok, em có set R, em có set R luôn nha chị. Để em thử cái set R cho chị xem nha chị Cao Hồng Nhung ơi. Chị vui lòng đợi em xíu nha, để em thử cái set R cho chị xem luôn. Em có cái set R rất là đẹp luôn nè chị Cao Hồng Nhung ơi. Không, set đó, set chị đang cầm á. Chị ơi, chị ơi, chị Phương ơi. Quần sọt và áo vest nha. Rồi chị Cao Hồng Nhung ơi, vui lòng đợi em xíu nha chị. Dạ không có sao chị ạ. Shop em là bán rất là nhiệt tình luôn. Giá nào cũng chiều khách được hết trơn á. Hello Nam Hoàng Trịnh nha. Hello Thời Trang Kim Ly nè. Hello Thiếu Hiếu Gia nè. Hello Mỹ Châu nè. Hello Quang Tùng nè. Hello Thí Hồ nè. Chị đó mới cầm là đúng rồi đó. Chị Phương ơi. Chị Phương. Chị cầm lại cái này cho bạn coi coi. Cầm lại cái bộ nãy á. Nè bộ này được không? Nè vest nè. Chị Cao Hồng Nhung ơi, cái này là quần đùi áo vest nè hay là bộ kia? Em cho chị xem hai bộ luôn nha. Được bộ này em thử cho chị xem nha chị. Đó. Chưa chưa, chị chưa coi được. Nãy chị mở mà chị chưa coi được. Còn cái này là quần đùi nè, áo
Đó, quần đùi áo vest là bộ trắng nè chị Cao Hồng Nhung ơi. Còn cái bộ bên đây là bộ đi đi biển nè. Bộ này là tin tin nè. Dạ có áo thun nam nha, nha anh nha, Quỳnh Dương. Quỳnh Dương có áo thun nam nha. Ở đây bán đồ nam, đồ nữ, dài nam, dài nữ. Áo áo thun, vỏ cho túi sách, rồi dầu thơm, đồng hồ. Xin lại gần cho chị xem chị. Đây là cái bộ vest nè chị, bộ vest trắng nè, quần sọt bên trong. Rồi bộ kia. Bộ kia xem bộ kia. Cầm hai bộ chị xem chưa? Còn đây là cái quần sọt bên trong với cái áo ở ngoài nè. Lấy màu trắng cho em nha, lấy màu trắng cho em. Chị có cần mặc thử cho chị xem không chị? Lấy màu trắng, mặc màu thử màu trắng cho chị xem đi. Em mua về chị Phượng. Rồi, cảm ơn chị Cao Hồng Nhung rất rất là nhiều luôn. À chị Phượng ơi, chị Phượng mặc vừa là em vừa. Đưa cái bộ vest cho chị Phượng mặc thử cho chị Cao Hồng Nhung xem đi. Rồi chị Cao Hồng Nhung đợi em chút xíu nha chị. Chị Phượng sẽ mặc cho chị xem nha chị ơi. Áo giá áo thun nam em có rất là nhiều cái nha. Ai muốn áo áo thun cổ tròn hay là áo thun có cổ anh? Áo thun cổ tròn hay là polo nè. Áo thun nam em nhiều lắm. Áo thun nam của em rất là nhiều luôn. Ai muốn xem áo thun cổ tròn hay là áo thun có polo nè, có cổ nè. Cái đứng xa xa đó là Long Hồ đó nha mọi người ơi. Rồi chào Queen Hia nè. À, chào Liên Đặng nha. Có áo nam. Dạ có áo nam nha chị. Có áo nam rất là nhiều áo nam luôn. Chị muốn xem áo nam, áo thun nam cổ tròn nè, áo sơ mi hay là áo áo polo chị? Khách vô chị ơi. Chị muốn xem anh chị muốn xem áo nào loại nào cứ comment lên cho em nha, em mặc thử cho anh chị xem nha mấy anh chị ơi. À, của em thì tùy cái đó chị Quỳnh Dương ơi. Áo sơ mi thì giá khác nè, áo thun thì giá khác. À, áo polo thì giá khác. Em có nhiều loại áo và nhiều giá khác nhau. Thì chị muốn xem là loại áo nào thì em sẽ cho chị xem và sẽ báo giá cho chị nha chị. Kêu anh Long Hồ mà áo thun cho xem đi. Ok, ok chị Thúy Ngọc. Thúy Ngọc, chào bạn Phương Khanh nè. Phương Khánh, chào bạn Phương Khánh nè. Trời ơi anh Long Hồ của tôi sang chảnh quá đi. Anh Long Hồ ơi, mặc giùm em một cái áo thun đi anh Long Hồ ơi. Ủa Khánh nào đó, giờ nó không sang chảnh hả Khánh? Rồi xong anh Quyền nói chuyện vậy thôi đó. Dạ áo thun, áo thun gì? Áo thun nha. Cao Hồng Nhung. Chị Cao Hồng Nhung ơi, đây bộ vest của chị đây nè. Chị Thúy Ngọc ơi, chị muốn anh Long Hồ mà áo thun có cổ hay là áo thun cổ tròn nè. Dạ, cảm ơn Phương Khánh nha, hai vợ chồng thấy cưng quá. Trời ơi, hai chồng này lúc nào cũng thấy cưng chị ơi. Cưng hơn cưng trứng luôn á chị. Hứng như hứng hoa luôn. Hứng như hứng hoa luôn á. Hoa héo là dục liền. Chị ơi, lựa cái thun cho anh Hồ mặc live stream cho khách coi nè chị ơi. Chị Cao Hồng Nhung ơi.
Chỉ mặc vừa là chỉ mặc vừa đó. Áo thùng Thúy Ngọc. Em muốn thấy anh gì kìa? Ai vậy, anh Khánh không? Em muốn thấy anh lông hồ mặc áo thùng. Em muốn rồi. Ok chị. Anh lông hồ. Anh lông hồ giáo chứ trời. Nói chơi chứ ship cho em bộ đó. Ok, ok chị Cao Hồng Nhung nha. Chụp màn hình lại sao? Chị à. Chị Cao Hồng Nhung ơi, chị cho em xin địa chỉ với số điện thoại nha chị, rồi em sẽ giao trực. Em sẽ giao tới tận nơi cho chị nha chị. Bên em ship qua cho chị. Chị Cao Hồng Nhung ơi, bộ này là 390 nha chị. Chị cho em xin địa chỉ và số điện thoại nha, rồi em ship qua tới tận nơi cho chị luôn nha. Đen sáng nè, hồi. Dạ. Chú ơi chú, hồi nãy cái áo này anh Hồ mặc được không chú? Chú xem được không? Con kêu anh Hồ lấy giùm chú luôn nha. Chú gì á? Chú Chaler, Chalin gì đó. Trời ơi vậy mà. Dạ bộ vest đó là giá là của em là 390 nha chị Liên Nguyễn. Bộ vest đó của em là giá là 390 nha chị Liên Nguyễn ơi. Áo thun chị ơi, chị coi giá áo thun với anh Hồ mới thử giá nhiêu chị. Chị ơi, coi giá áo thun giá anh Hồ đang thử thì giá nhiêu ạ? Cảm ơn Cao Hồng Nhung của chị nha. Giá của anh Hồ đang mặc cái Puma này là 550. Dạ, Puma này là Puma nhập từ nước ngoài nha chị Quỳnh Dương ơi, giá của em là 550 nha. Nhập trực tiếp từ nước ngoài luôn nha, 550. Bây giờ là nhiêu đây? Đây. Dạ cho lên đây luôn đi chị Cao Hồng Nhung. Chị đánh. Cho chị em số điện thoại và địa chỉ trên đây luôn đi nha. Cái số của Hồng Nhung chị có mà. Tôn Quang Thạnh là ai mà sao biết em vậy? Ai? Tôn Quang Thạnh là ai vậy? Tôn Quang Thạnh là đi ăn với mình quán của anh hả? Gần Tôn á hả? Rồi chào anh Tôn Quang Thạnh nha. Các bạn ơi, áo thun này là Hồ mặc thấy sáu muối không các bạn ơi? Áo thun. Các bạn ơi, áo thun sáu muối, áo thun body sáu muối. Giỡn không phải sáu muối đâu mọi người. Chào mọi người, có mua bộ đồ này của Hồng Phượng luôn không? Mua luôn đi, Hồng Phượng bán luôn. Khánh ơi, anh có sang chảnh không Khánh? Luôn. Chị chụp màn hình này lại giùm em ơi. Màn hình của ai? Màn hình chị nè. Chụp lại. Trên đây nó cũng có váy nữa nè chị. Đó. Rồi em cảm ơn chị Cao Hồng Nhung nha. Rồi để em ship qua cho chị nha chị. Kêu anh Long Hồ đem qua chị nhé. Anh Long Hồ biết nhà chị á. Thúy Ngọc. Chị ơi lấy cái Long Hồ đang mặc luôn đúng không chị Thúy Ngọc? Thiết Ngọc. Cái gì? Ủa, cái ở đây có bán cậu ba lục bình này không? Không. Tính mua cái này nữa nè. Có rồi mà. Đâu có cái cọng dây này đâu. Có dây nè. Không, mua này mua riêng. Rồi, em cảm ơn chị nhiều nha chị Cao Hồng Nhung. Chị Thiết Ngọc ơi, chị lấy cái áo của anh Long Hồ đang mặc luôn hay sao chị? Nếu mà lấy thì cho chị cho em số điện thoại và địa chỉ luôn nha. Rồi em kêu Long Hồ ship qua cho chị nè. Em kêu Long Hồ ship liền luôn. Trời. Vai tay lưng. Hello Vũ Phạm nè. Rồi chào Vũ Phạm nha. Chị Cao Hồng Nhung ơi, cái shop của em tên là Mỹ Store ở 292 Tân Sư Nhì, phường Tân Sư Nhì, quận Tân Phú nha chị. Chị cứ lên Facebook á, chị mở search ra Mỹ Store, chị thích cái nào, chị cứ
inbox cho tụi em sẽ giao tận nơi cho chị luôn nha chị. Chụp màn hình lại rồi chút ghi chị ơi. Chị Thúy Ngọc ơi, chị Thúy Ngọc ơi, chị có lấy cái áo anh Long Hồ đang mặc không chị? Rồi em cảm ơn chị Cao Hồng Nhung nhiều nha, cảm ơn rất 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 nhiều luôn. Chào bạn Hồng Nhung. Xong bây giờ là Hồ sẽ đi tập hát cải lương. Tơ dương cũng đành lập hơn Hồng Nhung. Hồng Nhung, Hồng Nhung là chị. Đâu, mua nhiều vào chị không, Hồng Nhung, Hồng Nhung chào hai vợ chồng chị yêu. Ok Hồng Nhung, dạ cảm ơn chị. Rồi chị Hồng Phượng chào chị Hồng Nhung nha chị. Đi quà nó lắc quá, đi quà nó lắc với đau chân nè. Nè có cái dạng này nó cũng rộng rãi thoải mái nè, sao chị không thử cái này? Chị cầm cái vé quảng cáo chị. Từ từ. Hồng Phượng đến đây. Hello chị Quỳnh Diễm nè. Ủng hộ cho chị. Chị ruột. Chị ruột đó là chị Thúy Hồ. Chị Thúy Hồ là ủng hộ Phượng rất là nhiều luôn, mọi người có tin không? Có nghĩa là chị Thúy á là chị đặt trước luôn á. Đặt trước khi mà Hồng Phượng nói là Hồng Phượng làm live show, nói là cho chị nguyên một hàng đầu. Hồng Phượng không phải tạo nha. Đây mọi người, chị Thúy Hồ đây, nguyên một hàng đầu. Đây là kế. Đây là nguyên một cái hàng đầu của chị. Chế ơi. Lấy ghế ra ngồi giữ xe đó chứ. Ghế VIP hàng đầu, chính ghế. Lấy sao đây à? Là chị Thúy. Chính ghế. Chế ơi. Chị Thúy là lấy chính ghế đầu hàng VIP nè. Cộng với lại là 10, xích xa đã xích chị. 10 cái ghế 500 ngàn. Đây là chị Thúy ủng hộ Hồng Phượng rất là nhiều. Mọi người chị phải nói là tất cả những cái gì mà Hồng Phượng làm cái gì đó chị đều ủng hộ về mặt tinh thần. Và đây là tinh thần chứ còn là gì nữa, đúng không? Bữa đó ủng hộ đúng không? Cái này là tinh thần chứ còn là gì nữa. Đây một mình chị Thúy đó mà nhiêu đó, có 19 cái vé chứ nhiêu. Hồng Phượng nha mọi người, một mình chị Thúy mà 19 cái vé chứ nhiêu. Sẵn giấy cầm giới thiệu luôn chị. Chương trình live show của Hồng Phượng đây. Để chị Phượng đọc coi. Là vào lúc 8 giờ ngày 29 tháng 6. Lớn lên chị, đọc lớn lên. Tại Đạp Hồng Liên. Đọc lớn lên. Địa chỉ 257 Hậu Giang. 259 Hậu Giang. 259 Hậu Giang, phường Nghĩa Tân, quận 6. Có nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Ưu tú Vũ Linh. Trời ơi, cái này người nhà. Dạ đúng rồi chị Hồ Tuyến ơi, chị Hồng Phượng qua shop Mỹ Store của tụi em mua đồ để chuẩn bị cho live show đó chị. Đúng rồi, chính xác. Mỹ Store của em là sẵn sàng đáp ứng mọi nhu cầu của chị Hồng Phượng để chuẩn bị cho live show sắp tới luôn nha. Thúy Hồ thương Mỹ Store thì mọi người ủng hộ live show của em nha mọi người. Anh ơi anh lên trên kia anh thông báo mọi người em bán cái vé nha. Anh ơi anh nói xanh. Ui. Cầm cái vé quảng cáo. Okay, em kêu con gái em ra ngó xe anh đi vô khu đằng sau cái. Đây vé rất là đẹp. Thì nói chung là hiện tại bây giờ Hồng Phượng rất là cảm ơn mọi người là đã ủng hộ. Con gái con ngói xe tất cả các em biết rồi. Cái này bây giờ là mình giá của vé là 800, 600, 500 thì hiện tại là vẫn còn. Cho nên là Hồng Phượng rất là mong là tất cả quý vị sẽ yêu thương và tiếp tục ủng hộ Hồng Phượng nha. Rồi Hồng Phượng xin cảm ơn rất nhiều. Và ngày hôm nay đến đây đọc địa chỉ chỗ đó luôn. Ở địa chỉ là 292 đường Tân Sơn Nhì, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, Mỹ Store. Của một cái người chị của Hồng Phượng rất là thân thiết thì chị mở ra cái shop này có rất là nhiều quần áo của nam nữ, rồi giày, rồi nước hoa, rồi mắt kiếm, rồi giỏ sách, rồi ba lô, nói chung là đầm váy áo kiểu quần tây, nói chung là tất cả mọi thứ. Và điều đặc biệt nữa là hàng nhập
xách tay từ Tây Ban Nha, Thái Lan. Và Đức. Dầu thơm là từ Pháp nha mọi người. Nhưng mọi người biết là dầu thơm của Pháp là xuất sắc nhất. Mọi người cũng biết là vậy rồi, đúng không? Rồi ok, Hồng Phượng cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều nha. Rất mong là mọi người sẽ đến 292 đường Tân Xuân Nhì, phường Tân Xuân Nhì, quận Tân Phú, Mỹ Store để ủng hộ cho bà chị của Hồng Phượng nhiều nha. Và đừng quên like show của mình. Đừng quên like show của mình. Và từ nãy giờ ai đã vào live stream này và ủng hộ cho Hồng Phượng, Hồng Phượng cảm ơn rất nhiều. Cảm ơn chị Nhung Võ, cảm ơn chị cảm ơn Cao Hồng Nhung. Em nói một câu rất là dễ thương là em vì chị Hồng Phượng nên em mua cái bộ vé này. Giá của bộ đồ vé là 390 và được giảm 10%, chắc cũng khoảng 350, 350 hơn. Đó, cảm ơn em rất là nhiều nha, luôn luôn ủng hộ. Đây chị Cao Hồng Nhung nói là hôm live show chị Phượng em mong được ngồi kế gặp anh chị chủ shop hen. Ok chị. Ok chị Cao Hồng Nhung nha. Ok nha. Rồi cảm ơn mọi người rất nhiều. Chị coi ba lỗ. Chị Dung Võ. Ba lỗ hả? Ba lỗ. Chị coi ba lỗ là chị coi đầm hay chị coi áo với chị Dung Võ ơi? Em làm đối diện chỗ sân khấu Hồng Liên. Ủa vậy hả? À. Mọi người ơi, thì những cái nước hoa từ Pháp mà mọi người biết rồi đó. Ba lô, coi ba lô, cho chị Dung Võ coi ba lô. Anh nói đi. Nói đi anh, nói đi. Ba lô. Ba lô chị Dung Võ. Ba lô đây đây. Khoan từ từ, để chị lấy cho. Sorry em, sorry. Trời ơi em nhìn em không có chữ. Trời không. Trời ơi ba lô mà bà đọc ba lỗ. Sorry chị yêu, sorry chị yêu ơi, chị yêu. Cái bạn cái đó là cho gặp gái Long Hồ. từ sáng giờ là choáng lắm rồi. Hai mẫu này khoan để chị lấy thêm nha. Dạ. Chị Dung Võ ơi em có em ba lô thì em có hai mẫu, em có nhiều mẫu lắm nè. Anh Long Hồ cầm quảng cáo cho em coi. Dạ kính thưa quý vị, trên tay Long Hồ là hai mẫu ba lô. Đây. Dạ kính thưa quý vị, trên tay Long Hồ là hai mẫu ba lô, xung quanh Long Hồ là thêm ba mẫu ba lô nữa là nhiều đấy các bạn ơi. Rồi, chị coi từng cái nha. Cái trời đi, ơi, chị Hồng Phượng cầm đi kìa chị ơi. Em cầm không được hả? Không, em không chịu. Trời ơi, cái đây chị ơi, ba lô chị Hồng Phượng nè. Bộ vest trắng lúc nãy còn không em trai? Bộ vest trắng. Dạ còn nha chị, để em lấy chị xem nha chị Liên Nguyễn. Lấy bộ vest trắng cho chị xem đi. Bộ vest trắng quần đùi. Chị Dung Võ ơi, đây là ba lô nè chị. Đây, vest trắng quần đùi hồi nãy em có mặc rồi, 390. Chị Liên Nguyễn ơi, vest trắng quần đùi nè chị. Lấy chị xem nè chị. Còn cái trắng kia là gì chị? Trắng này là váy, váy lại áo chưa? Nè chị, vết trắng quần đùi nè chị. Váy là váy. Còn này là vết váy. Vết này là quần, còn này là váy. Đó, nó có hai loại, cái này thì là 408. Cái váy là 408 chất liệu khác ha. Còn cái này là dạng như là nó hơi là vải đuổi. Vải đuổi. Chất liệu khác nha. Ôi kìa, bệnh ghê không? Chị Dung Võ ghi là thôi để Hồng Phượng đi, có gì chị vô coi sau. À, tại vì chị hiện tại bây giờ là chị muốn cái gì? Có sai không em? Cái này phi sai hả? Phi sai. Phi sai nha chị. Chị bao nhiêu ký vậy chị Liên Nguyễn ơi? Cái này là size L. Đây có size M đó. Cái này là size L, còn cái này là phi sai. Cái này là phi sai là cái này là vest quần phi sai. Còn này là vest váy, cái này là size L. Có size kia M hả chị? Chị 52 kg. 52 kg chắc sẵn là size L thì được nè. Không, vest quần á. Vest quần thì cái này là ok, chắc chắn 100%. Dạ vừa nha chị 52 kg là chị lấy cái vest quần là vừa nha chị Liên Nguyễn ơi. 390.000 giảm 10%. Quá rẻ luôn, còn có 350 thôi. 350, xuất sắc.
lấy này luôn chị ơi, cảm ơn chị Liên Nguyễn nhiều luôn, cho em xin số điện thoại và địa chỉ luôn nha, làm rất rẻ luôn đi cho nó tươi nè, quất hết luôn. Nếu như mà được thêm cái ba lô này luôn không, ba lô này không được, cái này nó vô nè, này vô nè, đúng rồi. Chọn bộ luôn nha chị Liên Nguyễn ơi. Cái ba lô này là 1.050.000 của hàng Doverty. Rất là dễ thương, xuất sắc. Lấy bộ đồ này luôn, xuất sắc, lấy đi. Chị ơi, chị Liên Nguyễn ơi. Chị Liên Nguyễn ơi, 52kg là chị mặc vừa nha chị. Chị lấy luôn bộ đồ này nha chị. Chắc vừa luôn nha, tại vì quần này nó có thun chị ơi. Quần nó có thun, phía sau. Đẹp. Dạ, đồ ở shop là lông hồ mặc vừa hết anh ơi. Anh Nguyễn Phạm Hoàng Hải. Trời ơi, con Bin. Con ơi con. Bin. Ở đây có size con nhiều lắm. Size có người nước ngoài nữa con. Con là con mặc size người nước ngoài á, qua đây. Bây giờ con 100 mấy rồi. Cương ở nó vừa luôn rồi. Bin bây giờ con 100 mấy ký rồi hả? 130 ký rồi. 130 chưa? 250. Qua đây đi. Độ đẹp lắm. Chắc nó trốn luôn rồi, nó 130 ký nó trốn luôn rồi. Gì vậy? Cái này cũng hợp với con là Bin. Đây ta làm cho. Ok, vậy đi nha. Rồi bây giờ về. Không thiệt. Thiệt á bạn ơi, Nguyễn Phạm Hoàng Hải thiệt nha. Lấy cái áo cho bạn xem. Form size đây rất là bự nha bạn. 100 kg mặc cũng vừa, 120 kg mặc cũng vừa luôn. Áo nào nó mặc vừa. Áo thun dưới anh, áo bô lô á, cái áo bô lô là đỏ đó. Đó. Đúng rồi. Bự không? Bự. Không. Em biết nó bao nhiêu ký không? Nó bự lắm. Từ. Không vừa. Bây giờ con báo giá chính xác cái số ký của con này Bin. Chậm thôi. Bạn ơi, bạn nói số ký đi, có gì mình lấy cho bạn ơi. Có áo thun 3-400 không? Áo thun nam có 3-400 không? Có. Chị ơi. Chị ơi. Mọi người ơi. Chia ra đây một người đi nè. Mở hai. Có áo thun 3-400 không? Áo thun nam. Ai hỏi vậy? Quỳnh Dương. À quên đó, Phượng đó, Phượng. Em nè. Bà ba sáng ở đây sáng giờ luôn hả? Sáng giờ chưa ăn gì luôn á. Đồ không? Chưa luôn á, chưa được ăn luôn á. Ăn không á, chết mẹ. Có không chị đi báo giá cho khách nè. Mày quảng cáo luôn đi hộp. Ê, mẹ. 150 hộp. Thúy ơi. Hàng của Mỹ hộp. Mỹ. Làm tao quên. Đây là cái gì vậy nè? Gheo lăng nắp, đánh bay mùi hôi nắp. Dạ, cái lên hộp. Cái này là xuất xứ ở Mỹ. Rất là rẻ, có 150 thôi mọi người. Nó nói vậy không? Bây giờ quảng cáo lăn nách sao tôi nói sao đó, giờ mày nách sao mà giỡn mày lăn vậy. Bây giờ á, quảng cáo lăn nách chỉ có vậy thôi. Bây giờ em sẽ lăn tại chỗ và tất cả mọi người bu vô đứng kế em. Trời ơi, anh ơi, anh lăn nách mùi gì mà thơm quá vậy? Đó là lăn nách của Mỹ. 150.000. Trời đất ơi, chỉ 150.000 thôi mà thơm dữ vậy đó. Rồi áo này 300-400 đây. Nhiều đâu. 400-500 hả? Không có 300 mà. Không có 300 đâu, này 400 nè. Áo này 400 nè chị ơi. Chị Quỳnh Dương, áo này 400 nha chị Quỳnh Dương ơi. Quỳnh Dương là con trai gái. Không biết. Chắc mua cho chồng hay mua cho bạn. À. 500. Áo này 500 nè chị. Còn áo này là 400 nha chị Quỳnh Dương ơi, chị Quỳnh Dương. Quỳnh Dương là con gái. Cái này thơm tới 48 tiếng mà. Chút nữa giờ phải không. Ngăn mồ hôi quay trở lại suốt 48 giờ. Lấy đi hồ
Ngăn mồ hôi nha các bạn, ngăn mồ hôi suốt 48 đó không? Ngăn mồ hôi suốt 48 giờ bà. Khi các bạn khi không tắm 2 ngày vẫn còn không? Nói vậy nè. Dạ không nha chị ơi, cái áo 400 em còn có một cái chị, một cái duy nhất luôn á chị. Nạo cái xác của cái đó ra nấu lên phong tắm cho người là xài suốt 8 tháng luôn. Các bạn ơi, các bạn ơi. Cầm cái chai quảng cáo, cầm. Đây 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 nè. 48 hàng 48 không? 48. Hello Thảo Nhi nha. Khi các bạn lăn vào á thì cái nách các bạn 48 tiếng không có giọt mồ hôi nha. Khi lăn vào trắng lên trong 2 tuần. Trong vòng 48 tiếng không có giọt mồ hôi, ngăn mồ hôi trong 48 tiếng và họ đã mới mua. Họ mới mua. Đây. Rồi bây giờ bảo đảm khi lăn vào là ai nói gì bậy giọng nữa rồi. Ai nói vậy? Xoay tròn. Con đĩa xoay tròn nữa. Cái gì vậy? Em nghĩ gì kìa. Em nghĩ là bóng. Tròn xe ơi, không biết anh có bóng hay không, dù đó anh chưa biết, nhưng mà em bóng là chắc chắn. Tròn xe ủng hộ chai lăn nách đi, chứ mỗi lần thấy đứng cái bên tròn xe thấy cũng nước. Nghe mùi mùi thì không có nghe, nhưng mà cái mùi hôi nách chảy cũng nhiều. Cái này là ngăn mùi hôi nách luôn, mùi thơm ngăn mùi hôi, ngăn mùi hôi, ngăn mùi hôi nách luôn. Hương thơm tỏa nghe. Chưa. Đi cho xe. Đi. Rồi, họ đã lấy rồi nha các bạn. Các bạn nhanh tay đặt hàng nha. Sức một giọt, lăn một cái là trong vòng 48 tiếng không có giọt mồ hôi đó. Đây nè mọi người ơi. Đây là lăn khử mùi Black and White, ngăn mồ hôi suốt 48 giờ. Ngăn mồ hôi suốt 48 giờ. Và trắng lên trong vòng 2 tuần nha. Rồi xong, bây giờ Hồ sẽ đi tập cải lương nha các bạn. Live show Hồng Phượng, Hồ sẽ hát cải lương cùng với cậu Nam Vũ Linh, Tây Thiên Vũ Khúc. Lăng lăng thì free như vậy. Trăm rưỡi nha bạn, xây tròn ơi. Lấy đi, mai tôi lên xếp tôi đưa luôn nè. Đó là, dạ đúng rồi, sáp. Còn 135 mấy chồng xe. Sáp á nha bạn ơi, đây là sáp nha. Bây giờ cua ra đi, tại vì mình lấy rồi. Em hay dùng lại màu xanh. Ở bên trong nó màu gì vậy chị ơi? Khui ra cái cho bạn coi đi nè, ở trong màu gì. Rồi, đợi một chút khui ra rồi lăn nách tại chỗ cho mọi người coi luôn. Đúng rồi, cái đó là sáp nha bạn, xoay tròn ơi. Hello Lâm Hồng Cẩm. Đây sáp bên trong nè, bên trong của cái lăn khử mùi nha. Ủa Trần Xe ơi, giờ có muốn anh lăn tại chỗ không Trần Xe? Đây nè, hồ nè, có hồ nè, hồ. Ai vậy? Anh Tự á. Lăn. Các bạn, giờ bây giờ các bạn hãy chú ý vào cái lăn khử mùi này. Và bây giờ à ơi, đây cãi sao mà bây giờ hồ lăn. Cảm giác rất mát các bạn. Trời sẽ có mua không? Đứa đi về nè. Tờ ở đâu? Tờ về chưa? Tờ nè, tôi đang về. Tờ đang về hả? Tờ mới về. Mới vô tới luôn. Rồi vô tới luôn hả? Đang lọa lồ. Kê, đang đưa cái phiếu cho coi là. Có mua lăn khử mùi luôn không nè? Lăn khử mùi nha. Có gì vậy? Cho em 2 chai, rồi cho 2 chai. Cho Trần Xe 2 chai. Rồi 150 giảm giá là còn 100. Hồ đừng cởi áo, ói cả đám. Rồi cảm ơn bạn xây tròn nha. À em gửi cho anh Long Hồ nha, mai Long Hồ đưa cho bạn nha. Cảm ơn xây tròn nha. 2 chai. Ok chờ xe có hàng. Mai lên xếp gặp. Có chị Kiều không? Lấy cho nó chị Kiều. Trong đăng ký có chị Kiều không? Một chút đi là em ăn không có nha, em không có nhậu nha. Hả? Gì vậy?
Nó nói gì? À, không có. Rồi vậy nha mọi người. Bây giờ hội với Phượng đi tập live show nha. Hội sẽ hát cái lương cho live show nha. Có không đó? Live show sẽ diễn ra vào ngày 29 tháng 6 tại gặp Hồng Liên nha mọi người ơi. Cảm ơn chị, chào chị Lê Quỳnh Châu nha. Rồi chào mọi người cái về nè chị ơi. Chị ơi chào mọi người cái đi rồi về nha. Nhà hàng Cầu Vồng chị ơi. Nhà hàng Cầu Vồng á. Mạnh mẽ lên. Vô nãy giờ không lấy miếng nước cho người ta uống nữa, live stream khát nước uống chết. Chị Phượng ơi, chào mọi người cái đi rồi về nha chị. Đây Mỹ Store gần gần vô. Đây là mua cho tròn xe. Tròn xe. Tròn xe nha. À, này là 300 ngàn. Ca Vĩ Hùng à. Cho 100, còn 207. Anh Ca Vĩ Hùng ơi, cáo hồi nãy anh Long Hồ thử được không anh? Anh Ca Vĩ Hùng ơi, cáo hồi nãy Long Hồ thử được không anh? Được thì anh Long Hồ lấy cho anh luôn nè. Có gì gửi qua cho em. Có gì? Okay. Rồi, bây giờ thì ông xa ra, gần quá, xa ra xin. Mến chào toàn thể quý vị nha. À, chúc quý vị một buổi chiều vui vẻ. Nếu như mà rảnh rỗi thì có thể đến 292 đường Tân Sinh Nhì, phường Tân Sinh Nhì, quận Tân Phú để đến Mỹ Store. Mình shopping và mua những cái áo, quần, đầm, váy, cũng như là áo thun nam, áo thun nữ, giỏ sách, mắt kiến, nước hoa, tất tần tật. Cái gì cũng có và giá cả rất phải chăng. Mà hàng là hàng chính hãng, được xách tay từ Thái và Tây Ban Nha. Dầu thơm thì từ Pháp, mọi người cũng biết rồi đó. Nhưng mà giá cả thì rất phải chăng nha. Ok, cảm ơn mọi người. Bye bye, chúc mọi người buổi chiều vui vẻ. Rồi. Ok, chị chị Cao Hồng Nhung, chị chụp màn hình này lại giùm em. Chụp cái gì? Đó, chụp cái này lại. Rồi, chị gửi mấy tấm hình chụp này qua cho chị Thúy nha. Rồi thôi, em chào mọi người nha. Đây livestream nãy giờ mà không biết ai. Đây người livestream. Đây người livestream đây. Rồi cảm ơn mọi người nha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi Mỹ Store cũng như là Hồng Phượng. Rồi chào mọi người nha.